Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 620, trục tội ba liên hiệp cao ốc là một tràng thương ở lưỡng dụng nhà chọc trời, lớp 12 tầng 17, phía dưới tầng 12 thương dùng. Còn lại 25 tầng chính là nhà ở, nữ thi là từ sân thượng treo xuống, treo ở ước chừng 28-29 tầng vị trí, thỉnh thoảng có người đưa đầu ra ngắm nhìn. Nhìn không sai biệt lắm nửa phút, mấy người mới di chuyển bước chân, tiến vào trong cao ốc, tiến vào thang máy, bình thường cảm thấy thang máy rất nhanh, nhưng này một khắc. Nhưng là cảm thấy thang máy dị thường chậm chạp, thang máy đi tới 14 tầng lúc radio đột nhiên vang lên, truyền tới một trận khàn khàn lại giàu có tư tính giọng nam. Chúng ta như nhận thức chính mình tội, Thượng Đế là thành thật, là công nghĩa, cần thiết ân xá chúng ta tội, rửa sạch chúng ta hết thảy bất nghĩa. Bọn họ mọi người không hề dạy dỗ chính mình hàng xóm cùng mình huynh đệ nói, ngươi nên nhận biết Jehovah, bởi vì bọn họ theo nhỏ nhất đến to lớn, đều nhất định nhận biết ta. Ta muốn ân xá bọn họ tội nghiệp, không hề kỷ niệm bọn họ tội ác, đây là Jehovah nói, ta muốn khoan thứ bọn họ bất nghĩa, không hề kỷ niệm bọn họ tội lỗi, nhất định lại thương cảm chúng ta. Đem chúng ta tội nghiệp đạp ở dưới chân, lại đem chúng ta hết thảy tội đầu ở biển sâu, radio trung thanh âm chậm rãi xuyên thấu trong tai mọi người, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu. Lại tựa hồ là tại niệm lấy thứ gì, nhưng đối với radio trung truyền ra lời nói, tiểu thất bọn họ đều cảm giác rất xa lạ, đây tựa hồ là nào đó bản kinh thư nội dung. Từ lão đầu cúi đầu như có điều suy nghĩ, những người còn lại tầm mắt đều là nhìn chằm chằm thang máy nhấn tầng lầu địa phương, bởi vì thang máy dừng lại, dừng ở 14 tầng, Cố Bân nghi hoặc vấn đạo. Chuyện gì xảy ra, thang máy thế nào dừng lại, tiểu thất xòe bàn tay ra nhấn tại cửa thang máy lên, cặp mắt hơi hơi nhắm lại, cảm thụ bên ngoài ba động, phút chốc, tiểu thất rút bàn tay về. Từ Tốn nói, chúng ta bị nhốt rồi, có ý gì, nghe vậy, tiểu thất chỉ cửa thang máy kẽ hở, Cố Bân đám người cúi đầu vừa nhìn, một cỗ hắc khí từ bên ngoài chui vào. Trần Thần ánh mắt đông lại một cái, cả kinh nói, đây là quỷ khí, không sai. Hơn nữa cùng lúc trước tại trường chuyên nghiệp giết chết quỷ nữ quỷ khí giống nhau như đúc, Trần Thần con ngươi co rụt lại, sư phụ, ngươi là nói con quỷ kia cũng tới nơi này, à. Hắn đã sớm tới nơi này, chỉ chờ chúng ta tới mà thôi, không, phải nói chờ ta, tiểu thất khẽ cười một tiếng, Từ Tốn nói, tại sao, mấy người cũng không biết, tiểu thất giải thích nói. Ta nếu phát hiện hắn, hắn cũng biết ta là Mao Sơn đệ tử, nhất định sẽ không bỏ qua hung yêu ác quỷ, cùng nó chờ ta tìm tới cửa, hắn còn không bằng xuất thủ trước, lấy được một cái tiên cơ. Chúng ta một trong người đi đường, cũng chỉ có ta đối với nó có uy hiếp, tiểu huynh đệ, làm sao ngươi biết hắn là nghĩ như vậy, tiểu thất nhìn Cố Bân liếc mắt đạo. Các ngươi đối với nó có thể không có nửa điểm uy hiếp, muốn giết các ngươi quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản, đừng bảo là như vậy bất đắc dĩ mà vừa muốn nói chuyện. Từ lão đầu đột nhiên hô to một tiếng, ta nhớ ra rồi, đại gia quay đầu nhìn từ lão đầu, tiểu thất đạo, từ lão đầu, ngươi nhớ tới cái gì rồi hả, mới vừa rồi radio bên trong nói những lời đó. Ta biết xuất từ chỗ nào, từ lão đầu kiêu ngạo quét đại gia liếc mắt, tiểu thất lông mày nhướn lên, xuất từ nơi nào, cơ đốc giáo thánh kinh. Hơn nữa toàn bộ cùng chuộc tội có liên quan, ngươi chắc chắn chứ, từ lão đầu gật đầu một cái, xác định ta lúc trước từng tại nước ngoài giáo đường nghe qua. Đương thời nghe mặc dù là tiếng Anh, nhưng đối với ta cùng tiếng Trung không khác nhau nhiều, chuyện này ý vị sâu xa, lúc trước nữ thi cùng hiện tại nữ thi. Tại trường chuyên nghiệp đều không phải là cái gì người tốt, nhưng đột nhiên gian chết đi, hơn nữa ngực có chuộc tội chữ bằng máu, mới vừa rồi còn có thánh kinh. Nếu như nói là các nàng khi dễ nữ sinh báo thù, sức thuyết phục lớn hơn, thế nhưng nữ sinh đang ở chiêu hồn trong túi ngây ngốc, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nơi nào đến yêu ma quỷ quái. Nhân cơ hội giết người tu luyện, rõ ràng quỷ khí, nhưng lúc trước nữ thi lại trở thành cương thi, thánh kinh, chuộc tội, chẳng lẽ là thiên nam thị lúc?
tiêu diệt hấp huyết quỷ nữ vương gây ra mầm tai họa, Dracula là ngoại quốc cương thi, theo đạo lý trấn thi phù không có tác dụng, vương tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mau đánh mở cửa thang máy, dẫn chúng ta ra ngoài, từ lão đầu thanh âm đem tiểu thất bừng tỉnh, cắn bể ngón tay, tại cửa thang máy vẽ xuống một cái thái cực âm dương đồ. Nắm chỉ quyết chụp trên thái cực âm dương đồ mặt, hình vẽ phát ra một trận kim quang, đem trong thang máy quỷ khí xua tan. Đợi quỷ khí tiêu tan, dừng lại thang máy tiếp tục đi lên, từ lão đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tưởng rằng thang máy té xuống, nghe vậy, tiểu thất đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi muốn chết chúng ta còn không muốn chết, ngươi vừa muốn chết, ta còn không có sống đủ đây, thang máy không thể đến sân thượng, đi tới 37 lầu, đoàn người ra thang máy. Dọc theo trên thang lầu rồi sân thượng, quét nhìn một vòng, sân thượng đứng không dưới 20 cảnh sát, tụ 5 tụ 3 đứng chung một chỗ, Cố Văn cũng ở đây trong đó, thấy Cố Bân. Một cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân bước nhanh tới, đạo, Cố Bân các ngươi thế nào mới đến, xung quanh đội. Ta cũng không có cách nào lúc trước trường chuyên nghiệp cũng ra này việc chuyện, còn có 3 cái học sinh biến thành cương thi, cho nên ta mới gọi điện thoại cho các ngươi. Đem thi thể treo trở về, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, Cố Bân chỉ tiểu thất giới thiệu, xung quanh đội, vị tiểu huynh đệ này là Mao Sơn đệ tử. Gần đây rất nhiều chuyện đều là hắn đang giúp đỡ, cảm ơn tiểu huynh đệ. Không việc gì, hay là trước đem thi thể kéo lên, treo quả thực ảnh hưởng không tốt, Chu đội trưởng gật đầu một cái. Chỉ huy những cảnh sát khác đem thi thể kéo lên, tiểu thất đi nhanh đi tới, vén lên nữ thi cổ áo, quả nhiên thấy được chụp tội hai cái chữ bằng máu, những người khác là nhìn tiểu thất. Nếu là cương thi, như vậy chỉ có tiểu thất có thể giải quyết, lật tay xuất ra kinh chập cùng với một đạo linh phù quấn ở kinh chập thân kiếm, mãnh liệt vào nữ thi tim. Ngay sau đó, cánh tay vung lên, đem nữ thi đầu chém xuống, thi thể chia lìa thi khí theo trong thân thể tàn mát ra tiểu thất đạo, đều ngừng thở lui về phía sau. Những thứ này là thi độc, Cố Bân bọn họ vội vàng bịt lại miệng mũi, lui được xa xa tiểu thất ném một đạo linh phù tại trên thi thể, đôi môi khẽ nhúc nhích thi thể liền bốc cháy. Kéo dài đại khái 5-6 phút thi thể hóa thành cho bụi, tiểu thất vỗ tay một cái, có thể, đúng rồi, cố sĩ quan cảnh sát lúc trước mang về 3 bộ thi thể. Nhất định phải dùng đào mộc thiêu hủy, ta đã cùng bọn họ nói qua, vậy thì tốt, chuyện này kẻ cầm đầu không phải là các ngươi có khả năng tiếp xúc liền giao cho ta. Ban đầu đánh người trong 5 người, đã có 4 người chết, như vậy còn lại người kế tiếp, các ngươi cố gắng tìm một chút, vô luận sống chết đều mời cho ta biết, tiểu thất đào. Cố Bân gật đầu một cái, ngươi yên tâm, không có ngươi sự tình khẳng định không giải quyết được, lúc này, Chu đội trưởng nói, đúng rồi. Tiểu huynh đệ ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không, ngươi mời nói, Cố Văn nha đầu này xác thực bướng bỉnh một điểm, xin ngươi hãy không nên phiền lòng. Trong tay nàng có cái mệnh bàn đồ vật, là sư phó của nàng truyền cho nàng, nghe nói đã mất đi khống chế, ta muốn mời ngươi hỗ trợ một chút, nghe nói như vậy, tiểu thất từ tốn nói. Xung quanh sĩ quan cảnh sát làm sao biết ta có thể làm được, Chu đội trưởng có chút lúng túng gãi đầu một cái, ta đoán, ngươi bản sự lợi hại như vậy. Cũng có thể làm được, tiểu thất cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Cố Văn, đạo thất tinh mệnh bàn coi như Mao Sơn mạch sống chí bảo. Ta muốn hắn kẻ nắm giữ không phải một cái tâm cảnh nói năng tùy tiện người, ngươi chừng nào thì suy nghĩ minh bạch, rồi hãy tới tìm ta. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 621, Hồng Diệp quỷ vương một Chu đội trưởng không nghĩ đến tiểu thất sẽ như vậy không nể mặt mình, vốn đang vui vẻ a gương mặt dần dần lạnh xuống.
Cố Bân đối với mình người đội trưởng này thập phần hiểu, vội vàng nói, đội trưởng, Mao Sơn phái sự tình chúng ta không rõ ràng, hay là để cho chính bọn hắn giải quyết. Chúng ta cũng không cần đi theo mù quan tâm, hơn nữa ta cảm giác được tiểu huynh đệ nói đúng, lần này gặp phải quỷ, nếu là Cố Văn đối phó. Ta muốn liền xuất thủ dũng khí cũng không có đi, Cố Bân lời này không có tận lực chê bai Cố Văn ý tứ, hắn nói đúng là sự thật, Cố Văn ỷ mình có tất tinh mệnh bàn, hành sự không cố kỵ gì. Loại tâm thái này, sớm muộn phải bị thua thiệt, tiểu thất năm người rời đi sân thượng, cũng không có trực tiếp xuống lầu, mà là theo trên hướng xuống một tầng tìm kiếm. Đối với tiểu thất cái này cách làm từ lão đầu bọn họ là tương đương mê hoặc bất quá, bọn họ cũng biết, coi như hỏi, tiểu thất chưa chắc sẽ nói cho mấy người, dứt khoát không hỏi. Tránh cho bị đuổi mà mắc cợt theo 37 lầu đi tới lầu 30, từ lão đầu mệt mỏi không chịu được, tựa vào trên tường đại khẩu thở hổn hển, hỏi, vương tiểu tử. Người rốt cuộc muốn tìm cái gì nha quỷ, một cái quỷ nữ, chúng ta bị vây ở thang máy lúc nàng ngay tại bên ngoài, tiểu thất nhàn nhạt trả lời. Lúc trước là cái kia quỷ nữ đang làm chuyện xấu, không phải, nàng là giúp chúng ta, bốn người trố mắt nhìn nhau, lời này có ý gì, tiểu thất khoát tay một cái. Trước không muốn hỏi nhiều như vậy, tìm tới quỷ nữ lại nói, bây giờ cái này không lợi lộc không dậy sớm thế giới, tiểu thất cũng không tin tưởng sẽ có quỷ lòng tốt giúp mình. Nhưng nàng nếu giúp mình bận rộn, tự muốn đem ân huệ trả, nghỉ ngơi mấy phút, lại tìm kiếm, nhà này cao ốc khắp nơi tràn ngập quỷ khí, truy hồn thuật không có bao nhiêu chỗ dùng. Chỉ có thể một tầng lầu tìm, đi tới tầng 17 lúc tiểu thất đứng ở trong hành lang gian, hít mũi một cái, rốt cuộc cảm giác nữ quỷ khí hơi thở. Dọc theo khí tức cẩn thận tìm kiếm lấy, phút chốc, đi tới một gia đình cửa tiểu thất cho Trần Thần nháy mắt, hắn gõ cửa một cái, trong nhà truyền tới một trẻ nít thanh âm. Đợi không sai biệt lắm 2 phút, cửa phòng mới mở ra, mở cửa là một cái chừng 30 tuổi nam tử, hắn nghi ngờ nhìn đứng ở cửa tiểu thất mấy người, đạo. Các ngươi tìm ai nha, tiểu thất đánh coi rồi nhà liếc mắt, ngay sau đó hỏi, nhà các ngươi là không phải làm qua việc tang lễ, làm sao ngươi biết, nam tử sắc mặt không tốt nhìn tiểu thất. Tiểu thất vội vàng nói, ngươi trong tay cầm hình ảnh, phía trên hẳn là một nhà ba người, ngươi con mắt sưng đỏ, rõ ràng cho thấy khóc qua, nếu như ta đoán không tệ. Thê tử ngươi khả năng qua đời, không có, ngươi là người xấu, mẹ của ta phải đi rất xa địa phương, bên người nam tử cô bé thương tâm nói, bớt đau buồn đi. Chúng ta không quấy rầy ngươi, tiểu thất thở dài, đạo, nam tử an ủi cô bé, chậm rãi đóng cửa lại, Trần Thần nhẹ giọng nói, sư phụ. Ngươi nói quỷ nữ chính là tiểu cô nương này mẫu thân, nhìn tình huống hẳn là như vậy, bất quá không ở trong phòng, nói xong, xoay người hướng thang máy đi tới. Năm người từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nhìn, tại trên trần nhà tồn tại một bức họa, trong tranh có một người đàn bà tuổi chừng chớ 28-29 tuổi. Người mặc hiện đại trang phục, thật ra thì, đây không phải là một bức họa, người đàn bà này chính là tiểu thất muốn tìm quỷ nữ, nàng bên hông có một cây nhỏ bé chỉ đen quấn quanh. Để cho nàng không thể động đậy, quỷ nữ dãy dụa nửa ngày, cũng không thể tránh thoát chỉ đen trói buộc, nước mắt chảy ra, nhỏ giọt xuống đất, lại không có một chút dấu vết. Kinh khủng hắc khí theo trong trần nhà thấm vào mà ra, hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen, bóp nữ tử cổ, đem nàng kéo gần trong trần nhà đi, một màn này không người phát hiện. Ra liên hiệp cao ốc, lên xe trở về quán rượu, tiểu thất vỗ một cái túi vải, bảo bảo thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, sau đó nhảy đến tiểu thất trong ngực, tiểu thất sờ một cái tiểu tử, nói. Bây giờ thế nào mỗi ngày núp ở trong bao vải rồi hả, tiểu tử chu cái miệng nhỏ nhắn nói, bảo bảo không muốn nhìn thấy A-di kia, tại sao vậy, nàng muốn đánh bảo bảo. Ca ca nói bảo bảo không thể khi dễ nàng, cho nên bảo bảo không muốn thấy nàng, nghe nói như vậy, tiểu thất giễu cợt, sửa sang một chút tâm tình, đạo.
Bảo bảo lúc trước có cảm giác được gì hay không? Không có, bảo bảo không có gì cả cảm giác, tiểu tử quăng đầu nói, trở lại quán rượu, vốn đang cười đùa bảo bảo. Đột nhiên chui vào trong bao vải, tiểu thất lông mày nhướng lên, đưa tay nhấn tại cửa phòng, cảm thụ trong phòng có hay không có dị dạng, phút chốc tiểu thất thu về bàn tay, đối với Trần Thần nói. Người đi từ lão đầu bọn họ căn phòng chờ một lúc, nói xong, đem cửa phòng mở ra lắc mình mà vào. Trong phòng hắc khí quanh quẩn, trên ghế salon ngồi lấy ba bóng người, hai nam một nữ, ba người trước người đều đặt ở một cái ly trà, giờ phút này đang thấp giọng trò chuyện. Thấy đột nhiên xuất hiện tiểu thất, bọn họ ngẩn người, ở giữa nam tử, từ tốn nói, nhé, chính chủ trở lại, tiểu thất cau mày hơi lườm bọn hắn, lạnh lùng nói. Gió gì đem ba cái quỷ vương thổi tới rồi, dĩ nhiên là cuồng phong, bình thường gió còn thổi bất động ba người chúng ta, hừ, các ngươi lá gan không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Lại dám chủ động tìm tới cửa, không sợ ta đưa các ngươi xuống địa ngục sao, ba cái quỷ vương giống như nghe được cái gì buồn cười sự tình cười lớn, bên trái quỷ nữ vương đứng dậy. Thành thực hướng tiểu thất đi tới, trên người nàng hiện đại trang phục thoáng qua biến thành áo dài, đưa nàng vóc người hiện ra tinh tế, nùng trang môi đỏ mọng, rất giống một cái phong trần nữ tử. Quỷ nữ vương bàn tay sờ tiểu thất gương mặt một hồi, một mặt nụ cười, tiểu tử hòa khí rất lớn nha, có muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi bớt giận một chút, tiểu thất cười nhạt nhìn quỷ nữ vương. Đạo, ngươi chắc chắn chứ, cái này thì đã có sẵn giường, nếu không chúng ta, tiểu thất mở ra quỷ nữ vương tay, chậm rãi nói. Tiểu gia không có cùng quỷ làm cùng nhau ý tưởng, quỷ nữ vương phụ ở bên tai tiểu thất, nhẹ giọng nói, thiên hạ này cũng chưa có ta Hồng Diệp quỷ vương không giải quyết được sự tình, tiểu tử. Bổn vương coi trọng ngươi, ngươi nửa đời sau nhất định là ta, tiểu thất nhướng mày một cái, nàng vậy mà sẽ là Hồng Diệp Quỷ Vương, Hồng Diệp Quỷ Vương là dân quốc sơ kỳ một cái phong trần nữ tử. Khi còn sống mặc dù tại phong trần chi địa công việc, nhưng luôn có thể giữ mình trong sạch, không chỉ có như thế, cô gái này rất có yêu nước chi tâm. Khi còn sống là kháng đông doanh quỷ tử cũng bỏ khá nhiều công sức, nàng càng là giết mất một cái trọng yếu đông doanh sĩ quan, nghe nói nàng giết chết đông doanh sĩ quan sau đó. Chạy trốn tới nông thôn, bất quá vẫn là bị đông doanh quỷ tử chộp được một cái cây phong trong rừng, Hồng Diệp quỷ vương bị một đám đông doanh quỷ tử mạnh, nàng xấu hổ tự vận. Cuối hè phong diệp không đỏ, tại nàng chết đi một khắc kia, biến thành đỏ tươi hồng phong diệp lung lay rơi xuống đất, che giấu Hồng Diệp quỷ vương thi thể. Hồng Diệp quỷ vương tên cũng là bởi vì này mà tơi, có người nói, là lão thiên thương cảm, cũng có người nói, là nàng máu nhuộm đỏ rồi phong diệp, đối với Hồng Diệp quỷ vương. Rất nhiều huyền môn cao nhân đều là ôm khuyên thái độ, không phải vạn bất đắc dĩ. Không sẽ ra tay đối phó nàng, ban đầu nghe vương lão đầu nói Hồng Diệp quỷ vương cố sự. Tiểu thất đối với nàng cũng có chút kính nể, tiểu thất cất bước đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nhìn ba cái quỷ vương nói đi, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 622, Hồng Diệp quỷ vương hai trên ghế salon ngồi lấy hai cái quỷ vương tiếu mà không nói, Hồng Diệp quỷ vương đi tới tiểu thất bên cạnh, nhẹ giọng nói, tiểu tử. Ngươi nên nghe qua ta đại danh đi, tiểu thất gật đầu một cái, Hồng Diệp quỷ vương làm sao có thể chưa nghe nói qua ta muốn thiên hạ huyền môn. Chưa từng nghe qua ngươi tên hẳn rất ít, vậy ngươi biết ta là chết như thế nào sao, Hồng Diệp quỷ vương hồng môi khẽ mở tiểu thất nhún vai một cái, biết rõ thì như thế nào? Không biết thì như thế nào, Hồng Diệp quỷ vương khẽ mở gợi cảm đôi môi, ngâm sướng đạo, xưa kia có người nhà công tôn thị, khẽ múa kiếm khí động tứ phương, người xem như núi sắc như đưa đám.
thiên địa vì đó lâu lên xuống, tới như lôi đình thu tức giận, ngừng vào giang hải ngưng thanh quang, hồng diệp quỷ vương theo lấy nhẹ giọng ngâm sướng, uyển chuyển nhảy múa, dáng múa rất đẹp. Tiếng hát rất đẹp, mà dung nhan cũng mỹ. Hồng Diệp Quỷ Vương khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười, giờ khắc này, tại tiểu thất trong nhận biết, nàng tự hồ không phải quỷ, mà là tiên nữ. Theo Hồng Diệp Quỷ Vương khinh vũ, đầy trời bay lên màu đỏ phong diệp, phiêu như tuyền cơ dáng múa, trong phòng ba cái đại lão gia đều nhìn choáng váng. Ngồi ở tiểu thất đối diện hai người nam quỷ vương cổ họng một trận lăn lộn, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới này bà nương đẹp như vậy, tiểu thất thu hồi ánh mắt. Mặc niệm thanh tâm chú bính trừ trong lòng nghĩ bậy, nhưng Hồng Diệp Quỷ Vương thân ảnh chung quy lại tại trong đầu khinh vũ, Hồng Diệp Quỷ Vương ngừng lại, cười lúm đồng tiền như hoa. Vỗ một cái tiểu thất bả vai, đạo tiểu tử, tỷ tỷ đẹp không, có muốn hay không cùng ta tới một đoạn người quỷ tình chưa dứt, tiểu thất hít sâu một hơi, xin lỗi. Ta nói cùng quỷ nói yêu thương không có ý nghĩa, a, Hồng Diệp nữ, công tôn kiếm khí động tứ phương, ngừng. Ngươi đến cùng muốn làm gì, tiểu thất ánh mắt sáng quắc nhìn Hồng Diệp Quỷ Vương chất vấn, Hồng Diệp Quỷ Vương nhẹ giọng nói, ngươi nếu không muốn cùng quỷ nói yêu thương. Như vậy thì đem cái kia không thể chuyển thế quỷ nữ cho ta, tiểu thất lông mày nhướn lên, đạo, nghe ngươi lời này, các ngươi cùng hậu khanh bọn họ hẳn là một nhóm chứ, một nhóm không tính là. Bất quá lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, ba người chúng ta lấy được chỗ tốt, liền muốn hoàn thành đáp ứng người ta chuyện, nếu là không thủ hứa hẹn, bị cái khác quỷ vương biết. Ta Hồng Diệp Quỷ Vương không phải thành trò cười, ha ha, ta nói đây, ba cái quỷ vương tới tìm ta làm gì, nguyên lai là dành với ta Huyền Nhi, bất quá ta nói cho các ngươi biết. Không có được đàm luận, tiểu thất cười một tiếng, nụ cười thu liễm, nhìn Hồng Diệp Quỷ Vương bọn họ một chữ một cái nói, Hồng Diệp Quỷ Vương than nhẹ một tiếng, tiểu tử, tỷ tỷ thật thích ngươi. Không muốn cùng ngươi động thủ, vẫn là đàng hoàng đưa nàng giao ra đi, chỉ cần ta còn sống, các ngươi liền đừng mơ tưởng từ trong tay của ta cướp đi Huyền Nhi, cần gì chứ, nếu là động thủ. Ba người chúng ta liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ sao, tiểu thất không có vấn đề nhún vai một cái. Có thể hay không ngăn trở không phải phải nói, ngươi nhất định phải cùng chúng ta động thủ, Hồng Diệp Quỷ Vương hỏi, tiểu thất từ tốn nói, các ngươi khinh người quá đáng. Ta đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, từ xưa tới nay ta Mao Sơn còn không có sợ quỷ truyền nhân, có khí thế, không hổ là ta Hồng Diệp Quỷ Vương coi trọng người. Nếu ngươi không chịu đem kia nữ quỷ giao cho chúng ta, cũng chớ trách chúng ta ba cái lòng dạ ác độc rồi, Hồng Diệp Quỷ Vương lời còn chưa dứt. Trên ghế salon hai cái quỷ vương thình lình đứng lên, ba cỗ cường đại quỷ khí hướng tiểu thất chèn ép tới, tiểu thất ánh mắt híp lại, cẩn thận quan sát lấy ba cái quỷ vương. Trong đó thuộc Hồng Diệp Quỷ Vương tu vi mạnh nhất, mặt khác hai cái quỷ vương tu vi hơi yếu, nhưng cũng không thể khinh thường, lấy một địch ba quả thật có chút khó khăn. Nhưng Huyền Nhi tuyệt đối không thể giao cho bọn họ, âm vang một tiếng, long tuyền ra khỏi vỏ, huy vũ mấy cái, đem chèn ép tới quỷ khí toàn bộ triệt tiêu, tiểu thất nhìn ba cái quỷ vương đào. Ta Mao Sơn đệ tử cũng không phải bùn nặn, muốn từ trong tay của ta cướp đoạt đồ vật, dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ, hai người nam quỷ vương hổ coi nhìn chăm chú nhìn tiểu thất. Hồng Diệp Quỷ Vương khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi thật không phải chúng ta đối thủ, nghe vẫn là ta nói tốt khuyên giải, đem quỷ nữ giao cho chúng ta. Chính ngươi cũng đã nói sẽ không cùng quỷ nữ làm chung một chỗ, nàng lưu bên người ngươi cũng vô dụng đi, Uyển Nhi đối với ta mà nói ý nghĩa bất đồng. Đã như vậy, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là đoạt, ba bóng người nổ bắn ra tới, tiểu thất từ trên ghế salon nhảy lên vội vàng thối lui, long tuyền kiếm kéo kiếm hoa.
ngăn cản nhau tới che mà chảo ảnh, minh nhược bồ đề, đạo huyền thân mình, thiên khôi phát sinh, thất tinh diệu nguyệt, kiếm chảm tà ma, long tuyển chu tà, màu tím kiếm hoa gào thét mà ra. Đem từng cái trưởng ấn đánh tan, tiểu thất nhắm một cái mục tiêu, vừa xài bước ra, phát động mãnh liệt thế công, hồng diệp quỷ vương tiện tay bóp tới một mảnh phong diệp, rung cổ tay. Phong diệp tựa như lưỡi dao bình thường lao qua tiểu thất gương mặt, tiểu thất dừng động tác lại, đưa tay sờ một cái má trái, trên tay dính đỏ thắm vết máu. Hồng Diệp Quỷ Vương một mặt cười nhạt nhìn chăm chú tiểu thất, bộ dáng như vậy giống như là nói, là ngươi buộc ta. Tiểu thất ánh mắt lạnh lùng nhìn ba cái quỷ vương. Mới vừa rồi bọn họ căn bản không có phát lực, nếu không tiểu thất bây giờ cũng không chỉ lưu một chút như vậy huyết, đây là một cái tử cục, ba cái quỷ vương thực lực đều trên mình. Liều mạng thua thiệt là mình, cũng không liều mạng, cũng không có những biện pháp khác, nếu là tới một cái nữa thánh vị cao thủ tử cục có thể phá, một cây hồng diệp rung. Một khúc đoạn người chàng, hồng diệp quỷ vương ngâm sướng lên đến, êm tai dễ nghe thanh âm truyền vào tiểu thất trong tai, hắn cặp mắt mơ hồ, mạnh mẽ giật mình một cái. Ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, có thể thanh tâm chú tựa hồ không có một chút tác dụng, tiểu thất cặp mắt chậm rãi nhắm lại, một ngã nhào ngã xuống đất. Hai người nam quỷ vương nghi hoặc vấn đạo, hồng diệp quỷ vương ngươi bài hát này, ta đây bài hát có mê hoặc tâm thần tác dụng, chớ nói hắn mới vừa vào thánh vị. Mặc dù thánh vị đỉnh phong cao thủ, cũng không nhất định ngăn cản được ta lúc trước ngâm sướng bài hát bị hắn áp chế một cách cưỡng ép, đột nhiên bộc phát ra. Hắn khẳng định vội vàng không kịp chuẩn bị, được rồi, vội vàng đem cái kia quỷ nữ tìm ra, chúng ta cũng tốt rời đi, hồng diệp quỷ vương từ tốn nói, nghe lục sử khẩu khí. Hắn và tiểu tử này có thù oán, chúng ta sao không đưa hắn đầu người nói trở về, đến lúc đó chỗ tốt không phải càng nhiều, một người đàn ông quỷ vương hưng phấn nói. Hồng Diệp quỷ vương lắc đầu một cái, chúng ta chỉ lấy nên lấy đồ vật, được rồi, ngươi nói tính, một người đàn ông quỷ vương đi tới tiểu thất bên cạnh. Đưa tay tại tiểu thất trong bao vải lục lọi, bảo bảo đột nhiên chui ra, tiểu tử nhìn ba cái quỷ vương liếc mắt, sau đó như một làn khói chạy mất, quỷ nam vương ngẩn ra, tiếp theo sau đó lục lọi. Tiểu thất trong túi sách linh phù cũng không ít, mặc dù quỷ vương lục lọi cũng thập phần cẩn thận, loại trừ linh phù, còn có thiên âm cung, đà thần tiên, phệ hồn đinh loại bảo vật. Hồng Diệp quỷ vương khẽ nhíu mày, tốc độ một ít, hắn sắp tỉnh lại, ai biết hắn giấu đi nơi nào, tìm được quỷ nam vương cương nói xong, sắc mặt vui mừng kêu một câu. Cũng không chờ hắn cao hứng, cảm giác cánh tay mình bị một bàn tay bắt được, cái gì đồ vật, quỷ nam vương bắt lại dưỡng hồn đỉnh dùng sức kéo ra ngoài, cúi đầu vừa nhìn. Cổ tay mình bị một cái già nua bàn tay cầm lấy, ba cái quỷ vương nghi ngờ không hiểu, tựu tại lúc này, một trận thanh âm già nua, ở bên tai bọn họ vang lên, kiệt kiệt, ba cái quỷ vương. Ta lại có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 623, quỷ nữ nước mắt đột nhiên tới thanh âm để cho ba cái quỷ vương tất cả giật mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm túi vải, phút chốc. Lại vừa là một cái già nua cánh tay theo trong bao vải đưa ra, bắt được quỷ nam vương trong tay hương đỉnh, đoạt trở về bỏ vào túi vải. Ngay sau đó cầm lấy quỷ nam vương bàn tay buông lỏng một chút, quỷ nam vương vội vàng thối lui, hắn nhìn chằm chằm túi vải quát lạnh, nơi nào đến tiểu quỷ. Lăn ra đây cho ta, nói lời này cũng không ngại xấu hổ ta nếu là tiểu quỷ, ngươi biết tránh thoát không được ta cầm lấy tay ngươi trưởng, này hỏi ngược lại mà nói. Để cho quỷ nam vương sắc mặt khó coi, quỷ khí tại hắn quanh thân vừa thu vừa phóng, hiển nhiên hắn rất tức giận, hồng diệp quỷ vương đi tới trước, đạo, đều cẩn thận một chút. Không phải là cái gì nhân vật đơn giản, ngươi còn có chút ánh mắt, bất quá ta vẫn là phải ăn ngươi, ăn ta, bằng ngươi sao, hồng diệp quỷ vương khinh thường cười một tiếng.
trên đời này dám đối với nàng nói như vậy, quỷ vật, một cái tay cũng có thể đếm đi qua, trong bao vải truyền ra thanh âm, không sai, chỉ bằng ta, nếu muốn ăn ta. Vậy ngươi lăn ra đây cho ta, bọn ngươi một hồi, ta thật giống như kẹt phút chốc, Hồng Diệp quỷ vương bọn họ rốt cuộc gặp được khẩu xuất cuồng ngôn mặt mũi thực. Lúc trước bị bắt cánh tay quỷ Nam Vương khinh thường cười một tiếng, còn tưởng rằng là ai đó. Chẳng qua chỉ là một cái lão quỷ mà thôi, lão quỷ cũng có thể ăn ngươi môn, lão quỷ này dĩ nhiên là bất tử quỷ sát, nếu không ai có thể đem ăn ba cái quỷ vương mà nói. Nói như vậy Vân Đạm Phong khinh, Hồng Diệp quỷ vương khẽ nhíu mày, tầm mắt chăm chú nhìn bất tử quỷ sát đưa ra ngón tay điểm một cái đầu, một cái, hai cái. Ba cái quỷ vương, ta nên ăn một con kia tốt đây, hay là để cho ta ăn ngươi đi, lục soát dưỡng hồn đỉnh quỷ vương hét lớn một tiếng, lắc mình xuất hiện ở trước người bất tử quỷ sát. Một trường vỗ tại bất tử quỷ sát ngực, bất tử quỷ sát không đỡ không tránh, mặc cho bàn tay này xuyên ngực mà qua, bất tử quỷ sát đưa ra màu đen đầu lưỡi liếm môi một cái, đạo. Người xem lên rất đẹp, quỷ vương nhưng là cả kinh, bàn tay hắn vậy mà xuyên qua cái này lão quỷ ngực, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh, bọn họ đều là quỷ. Quỷ đuổi tà ma liền cùng người đánh người không sai biệt lắm, chạm được đều hẳn là thật thể, có thể, trước mắt màn này đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn thu về bàn tay, lui về phía sau mấy bước. Nhìn bất tử quỷ sát đạo, ngươi rốt cuộc là người nào, bất tử quỷ sát gãi đầu một cái, ta quên, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, ta nhớ ra rồi, lần trước đụng phải hai cái quỷ vương. Bọn họ nói ta là bất tử quỷ sát, lời này vừa nói ra, ba cái quỷ vương vội vàng tụ tập, khiếp sợ vạn phần nhìn trước mắt lão quỷ, hắn vậy mà sẽ là bất tử quỷ sát, làm sao có thể. Bất tử quỷ sát không phải lúc trước bị Diêm Vương ra tiêu diệt sao, làm sao sẽ xuất hiện ở một cái Mao Sơn đệ tử trong túi sách này đặc biệt quá xé, nếu như này chủ thật là bất tử quỷ sát. Vậy hắn nói chuyện lúc trước, có thể không phải là cái gì khoác lác, bất tử quỷ sát không ăn thịt người không ăn yêu, liền đặc biệt thích ăn quỷ, hơn nữa thực lực càng mạnh càng thích. Hồng Diệp quỷ vương bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, có bất tử quỷ sát tại, sự tình là không làm được, bất tử quỷ sát chính là quỷ khắc tinh, quan hệ giữa hai người. Tự giống với con ếch cùng hại trùng, ta không ăn cái khác đồ vật chuyên ăn ngươi, bất tử quỷ sát màu đen đầu lưỡi liếm môi, hắn đột nhiên hướng ba cái quỷ vương nhào tới. Ta ăn các ngươi đã tới, ba cái quỷ vương sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người chạy trốn, bất tử quỷ sát cũng không đuổi theo, bĩu môi, đạo, còn quỷ vương đây. 10/3 cái quỷ nhát gan, hồi lâu, chạy đi bên ngoài bảo bảo chui vào, bất tử quỷ sát nhìn đến tiểu tử, đưa tay chộp một cái, tiểu tử bị hắn nắm ở trong tay, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bất tử quỷ sát liếm môi, đạo tiểu tử, ngươi lần trước làm gì hướng trên người ta đi tiểu, bảo bảo cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, bảo bảo không phải cố ý, không muốn ăn ta. Bất tử quỷ sát một đầu hắc tuyến, ngươi không dùng khóc, bản tôn đối với ngươi loại này chất hỗn hợp không có hứng thú, hắn nhanh tỉnh ta đi vào trước, bảo bảo sững sờ. Bất tử quỷ sát đưa hắn ném xuống đất, chui vào túi vải, tiểu thất còn mê mệt tại Hồng Diệp quỷ vương kia mờ ảo dáng múa chung, trong lúc bất chợt một giọt nước mắt nhỏ tại hắn mi tâm. Mạnh mẽ giật mình tỉnh lại, bảo bảo nằm ở tiểu thất trên ngực, tay nhỏ ôm tiểu thất đầu, tiểu thất đột nhiên giật mình tỉnh lại, đem tiểu tử sợ hết hồn. Ca ca ngươi đã tỉnh, tiểu thất gật đầu một cái, quét nhìn một vòng căn phòng hỏi, bảo bảo, ba người kia quỷ vương đi rồi chưa, đi, bọn họ bị sợ chạy.
Hù chạy, Bảo Bảo hưng phấn một chút đầu, vỗ túi vải nói, bên trong một cái lão gia gia đưa bọn họ hù chạy, lão gia gia tiểu thất nhướng mày một cái, ngay sau đó giãn ra. Hẳn là bất tử quỷ sát, nghĩ tới đây, tiểu thất cũng tiêu tan, bất tử quỷ sát xuất hiện, Hồng Diệp quỷ vương bọn họ hẳn không có lấy đi dưỡng hồn đỉnh, đưa tay sờ một hồi. Dưỡng hồn đỉnh quả nhiên còn ở trên người mình, móc ra dưỡng hồn đỉnh, đem nắp mở ra vọng đi vào, Uyển Nhi cùng Lâm Ngọc công chúa cùng ngủ mỹ nhân bình thường nằm ở dưỡng hồn đỉnh chung. Tiểu thất thở dài, qua không được bao lâu, các người cũng có thể tỉnh lại, nghỉ ngơi hồn đỉnh thả lại trong túi sách, đưa tay sờ một cái mi tâm. Lúc trước cảm giác có một giọt nước mắt nhỏ đi xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhướng mày một cái, lẩm bẩm nói, nơi này tại sao có thể có bức họa, Bảo Bảo đưa ra ngón tay út lấy trần nhà đào. Ca ca a di này sẽ động ôi chao, Bảo Bảo ngươi không có nhìn lầm, tiểu thất vội vàng nói, Bảo Bảo không có nhìn lầm, a di này thật sẽ động, tiểu thất gật đầu một cái, tung người nhảy lên. Đưa tay sờ một hồi trần nhà, thân hình vững vàng rơi xuống đất, ngón tay thả ở trước mũi người một cái, là nàng, xuất ra hai đạo linh phù, phân biệt dán tại quỷ nữ đầu cùng bụng ở giữa. Nắm chỉ quyết niệm chú, nhưng không có động tĩnh chút nào, mười mấy phút trôi qua, trần nhà quỷ nữ vẫn không nhúc nhích, tựu tại lúc này, hắc khí theo trần nhà thấm ra. Đem quỷ nữ kéo vào trong đó, quỷ nữ hai mắt rơi lệ, nước mắt rơi xuống đi xuống, nguyên lai thật là nước mắt, tiểu thất còn cho là mình đang nằm mơ. Không nghĩ đến thật là có nước mắt nhỏ tại chính mình mi tâm, bừng tỉnh chính mình, cái này quỷ nữ chính là liên hiệp cao ốc cô bé kia mẫu thân, cũng là giúp tiểu thất quỷ nữ. Đưa nàng kéo vào trần nhà quỷ khí cũng rất quen thuộc, ca ca ngươi tại muốn mới vừa rồi a di sao, Bảo Bảo ngoẹo đầu hỏi, đúng nha. Ca ca đang suy nghĩ lôi đi a di màu đen sợi dây là ai, tiểu thất sờ một cái Bảo Bảo đầu nói, Bảo Bảo không biết, không thể giúp ca ca, tiểu tử cúi đầu nhỏ tiếng nói. Bảo Bảo không cần lo lắng, ca ca sẽ có biện pháp, tiểu tử gật đầu một cái, sau đó hài lòng nở nụ cười, nếu người ta giúp qua chính mình, ân huệ lúc nào cũng muốn còn. Hơn nữa không có khả năng kéo quá lâu, cần phải mau chóng giải quyết chuyện này, quỷ nữ rơi vào cái kia thần bí lợi hại quỷ thủ chung, tùy thời đều có thể hồn phi phách tán. Về phần làm như thế nào tìm kiếm tung tích tích, cái kia nghe theo mệnh trời, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đi trường chuyên nghiệp thử vận khí một chút. Chuyện này tiểu thất không có nắm chắc, không có một chút chắc chắn nào. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 624, chảy máu vòi nước nghề nghiệp học viện mặc dù là trường đại học như cũ có rất nhiều chuyên nghiệp cho nên trường học cũng lớn. Tiểu thất nếu một người ở trường học lắc lư, rất dễ dàng đưa tới hoài nghi, được nghĩ biện pháp mới được, để cho cố sĩ quan cảnh sát cùng mình một đạo, sự tình thì dễ làm hơn nhiều, bất quá. Chính mình thật giống như không có cố sĩ quan cảnh sát số điện thoại ôi chao, tiểu thất đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Bảo Bảo nhảy đến trên bàn, vui sướng khiêu vũ, tiểu thất cười một tiếng. Tiểu tử đây là tại nhảy quảng trường múa, cũng không biết cùng ai học, ước chừng qua 4-5 phút, cửa phòng bị gõ vang, Bảo Bảo không khiêu vũ, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn một cái. Sau đó tê dại chuồn mất chui vào trong bao vải, nhìn đến Bảo Bảo lần này động tác tiểu thất cũng đoán ra đứng ở phía ngoài là ai, mở cửa vừa nhìn, thấy Cố Bân cùng Cố Văn đều tại đứng ngoài cửa. Tiểu thất từ tốn nói, vào đi, Cố Văn tại chỗ bất động, Cố Bân đẩy nàng một hồi, nàng mới tiến vào phòng, tiểu thất ngồi ở trên ghế salon, kiều hai chân đạo. Các ngươi tới tìm ta có việc, Cố Bân ngồi vào tiểu thất bên cạnh, đạo tiểu huynh đệ, gần đây trong cục vụ án rất nhiều, hơn nữa đều là một ít cổ quái vụ án. Chúng ta không có khả năng có chuyện tìm ngươi đi, còn muốn mời ngươi hỗ trợ một chút, trong cục liền văn văn một cái biết pháp thuật, tiểu thất không trả lời, ngẩng đầu nhìn Cố Văn đạo.
ngươi suy nghĩ minh bạch sao? Ta, Cố Văn Thần sắc hơi dãy ruộn, thấy màn này, tiểu thất khoát tay một cái, vừa nhìn ngươi sẽ không suy nghĩ ra, ta đây lại không thể giúp ngươi. Ta cho ngươi biết, bây giờ chính là ngươi sư phụ tới tìm ta còn là những lời này, tiểu huynh đệ đừng nha, ngươi là được giúp đỡ, tiểu thất lắc đầu một cái, không được ai. Được rồi, văn văn ngươi hay là trở về suy nghĩ thật kỹ chính mình nên làm như thế nào, Cố Bân bất đắc dĩ nói, Cố Văn ánh mắt yên lặng nhìn tiểu thất liếc mắt, sau đó đập cửa mà ra thấy vậy. Tiểu thất lắc đầu một cái, hỉ nộ không lộ, chỉ bằng vào một điểm này Cố Văn lại không được, nếu như đối mặt tu vi cường đại yêu ma quỷ quái, vẫn không có động thủ. Nàng liền đem sợ hãi hai chữ viết lên mặt kia còn nói gì hàng yêu trừ ma, căn phòng an tĩnh phút chốc, tiểu thất đạo, Cố sĩ quan cảnh sát. Ta muốn mời ngươi giúp ta một việc, làm gì, ta muốn tra một chút cái kia trường chuyên nghiệp, không đem làm ác quỷ bắt tới, lòng ta khó yên, Cố Bân gật đầu một cái, tùy tiện nói. Ngươi xem ngày mai được không, gần đây nghề nghiệp học viện liên tiếp xảy ra chuyện, chúng ta đã thông báo trường học thị giáo dục cục vậy. Thông báo sự tình không có tra rõ trước không có thể mở giờ học, xế chiều hôm nay học sinh đã nghỉ, ngày mai hẳn không bao nhiêu người ở lại trường học được. Vậy thì ngày mai, kia ta đi trước, ngày mai tới tìm ngươi, Cố Bân đứng lên nói, được ngày kế sáng sớm hơn 9 giờ, Cố Bân cùng Tiểu Kim tới quán rượu tiếp tiểu thất. Bởi vì không rõ ràng mục tiêu tu vi, tiểu thất sẽ không để cho Trần Thần bọn họ đi theo, chung quy xảy ra chuyện chính mình bảo vệ Cố Bân hai người đã quá sặc, hơn nữa Trần Thần bốn người. Độ khó cũng quá lớn, chiều hôm qua học sinh liền đi không sai biệt lắm, trường học cũng không có nhiều người, lưu lại hoặc là ra quá xa, hoặc là chính là nhanh tốt nghiệp học sinh. Muốn mượn cơ hội này tìm một chút công việc, tiểu thất để cho Tiểu Kim lái xe theo một cái cửa khác đi vào trường học sau đó, Cố Bân hỏi, làm sao bây giờ, đi hỏi một chút cổng bảo vệ. Trường học này có cái gì không ma quỷ lộng hành địa phương, ba người xuống xe đi vào cửa vệ phòng, bên này không phải đại môn, giữ cửa là một cái đại gia. Hắn cảnh giác nhìn đi vào cửa vệ phòng tiểu thất ba người, trong tay khoa tay múa chân hai cái, có phải hay không các người muốn đánh cướp, ta nói cho các người biết. Ta nhưng là luyện qua, giữ cửa đại gia mà nói để cho ba người không khỏi tức cười, Cố Bân cười nói, đại gia, chúng ta cũng không phải là tới đánh cướp ngươi. Chỉ là có chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi, môn vệ đại gia sững sờ, các ngươi không phải đánh cướp, làm ta sợ lão đầu tử nhảy một cái, không phải, chỉ là có chút vấn đề muốn biết một chút. Có cái gì muốn hỏi, Cố Bân nhìn tiểu thất liếc mắt, tiểu thất gật đầu một cái, tỏ ý ngươi hỏi, Cố Bân hắng giọng một cái hỏi, đại gia. Ngươi có biết hay không trường này chỗ đó ma quỷ lộng hành, môn vệ đại gia sững sờ, vội vàng khoát tay, không biết. Ta một cái giữ cửa lão đầu làm sao có thể biết rõ những thứ này, lão đại gia thần tình mang theo nhàn nhạt sợ hãi, hắn chắc chắn biết chút ít nội tình cũng khó nói, Cố Bân nhẹ giọng nói, đại gia. Ta không nói gạt ngươi, ta là Xuân Thành Cục Công an đội phó đội hình cảnh, gần đây mấy ngày nay trường học liên tiếp chết nhiều người. Chúng ta thượng cấp đối với chuyện này thập phần coi trọng, cần phải tra cái lộ chân tướng, tựu giống với ngày hôm qua thao trường nữ sinh kia căn cứ pháp y kiểm tra. Nàng đã tử vong 3 ngày rồi, cho nên các ngươi liền cho là trường học ma quỷ lộng hành, ta thân đại gia ôi chao, đều chết hết 3 ngày người, đột nhiên xuất hiện ở trường học thao trường. Hơn nữa có thể động năng chạy có thể nhảy, đây không phải là ma quỷ lộng hành là cái gì nha, nghe nói như vậy, môn vệ đại gia đạo, các ngươi đều biết là ma quỷ lộng hành còn dám tra được. Không sợ xảy ra chuyện sao, Cố Bân nhíu lông mày, có triển vọng, chỉ tiểu thất đạo, đại gia ngươi có thể không biết, vị tiểu huynh đệ này có thể không phải người bình thường. Hắn chính là đặc biệt bắt quỷ hàng yêu cao nhân, nếu là không có hắn đi theo, chúng ta cũng không dám tới nha, thật, lão đại gia có chút không tin, tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù.
giật giật miệng lưỡi, Linh Phù đốt lên, con bà nó, nguyên lai là thật, tiểu thất một đầu hắc tuyến, xem ra ở trường học làm môn vệ đại gia. Thật đúng là không thể lấy tuổi tác nhận thức chi, môn vệ đại gia tin tưởng tiểu thất là bắt quỷ trừ yêu cao nhân, bắt đầu nói liên tục lúc trước trường học phòng tắm là một cái lớn tập thể. Sau đó trường học cải kiến, phòng tắm hoang phế, dùng để thả một ít không dùng dụng cụ loại hình, ngày hôm trước thời điểm. Lãnh đạo trường học để cho môn vệ đại gia đem một ít dụng cụ thả đi nơi nào, hắn xách dụng cụ vào phòng tắm, nghe được tiếng nước chảy, môn vệ đại gia cho là nơi nào vô nước. Liền đi vào bên trong kiểm tra, nhưng lại là nhìn thấy kinh khủng một màn, những thứ kia vòi nước toàn bộ mở ra, từ bên trong chảy ra không phải nước uống, mà là đỏ thắm huyết. Không chỉ có như thế, ở thiên trần nhà địa phương, treo một cụ không mảnh vải che thân thi thể, cỗ thi thể này không là người khác, chính là ngày hôm qua xuất hiện ở thao trường bộ kia cương thi. Nghe xong môn vệ đại gia giảng thuật, tiểu thất không khỏi cho mình điểm cái đáng khen, quả nhiên chưa có tới sai, cái này trường học vấn đề lớn đây, đại gia. Vậy ngươi tại sao không báo cảnh đây, Cố Bân thuận miệng hỏi, lão đại gia nháy mắt một cái, yếu ớt nói, ta nói ngươi cũng không nên tức giận, sẽ không tức giận. Chúng ta còn phải cảm ơn ngươi nói cho những chuyện này đây, ta muốn là báo cảnh sát, các ngươi nếu là không bắt được hung thủ, khẳng định sẽ nói là ta xong rồi, ta đều hơn 60 rồi. Không chịu nổi giày vò, Cố Bân thổn thức không ngớt, vội vàng nói, đại gia, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Hơn nữa lần này không phải là người làm, mà là quỷ, ô kìa, thật may ta mấy ngày trước đi miếu cầu xin cái bùa hộ mạng, bằng không lại phải chết, tiểu thất cười một tiếng. Xuất ra một đạo linh phù đưa cho môn vệ đại gia, ngươi mặc dù có bùa hộ mạng, ta còn là cho ngươi một đạo, ngươi có thể cho ngươi nhi tử cháu trai, cảm ơn tiểu tử. Môn vệ đại gia cao hứng nhận lấy linh phù, niên kỷ của hắn lớn như vậy, nhìn đến kinh khủng như vậy cảnh tượng, còn có thể bình tĩnh như thế, hiếm thấy, ra cửa vệ phòng, Cố Bân đạo. Chúng ta bây giờ phải đi lão đại gia nói địa phương, đi trước nhìn một chút, không được mà nói ta tìm Tuyết Yêu hỏi một chút, nàng có cái gì không đầu mối. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 625, 24 đóa huyết liên hoa. Cố Bân gật đầu một cái, đạo, này đại gia lá gan cũng không nhỏ, nếu là chúng ta thấy chảy máu vòi nước, treo thi thể. Khẳng định cũng dọa sợ không nhẹ, không có 1-4-5 ngày không dễ dàng tỉnh lại, nhưng này đại gia cùng người không có sao giống nhau, còn vui sướng khẽ hừ, cố đội nói là. Ta lần đầu tiên tiếp xúc án mạng thi thể, nhưng là choáng váng 3-4 ngày, tiểu kim cũng kinh hô tiểu thất gật đầu một cái, này đại gia đánh trong lòng liền tin tưởng quỷ thần nói đến. Chính hắn nói hết rồi, đi qua trong miếu cầu xin bùa hộ mạng, phòng chừng chính là bùa hộ mạng tạo nên tác dụng đi, lợi hại như vậy quỷ, cái kia miếu bùa hộ mạng lợi hại như vậy. Ta cũng muốn đi cầu một đạo, Cố Bân cười nói, ta cũng không quá rõ ràng, bất quá này đại gia tốt số, có thể sống lâu trăm tuổi, dựa theo môn vệ đại gia chỉ dẫn. Ba người đi ngang qua sân trường, đi tới phòng tắm vị trí địa phương, nơi này cách giáo học lâu có 500-600 mét khoảng cách, trước mắt mới trồng không ít cây cỏ hoa, hoàn cảnh còn có thể. Tiểu thất vẫn cho là Bắc Phương những thứ kia trường học mới là lớn phòng tắm, nguyên lai Nam Phương cũng có, đi tới vứt bỏ phòng tắm, chỗ này quả thực không nhỏ, cùng phòng ăn có liều mạng. Mở cửa ra, đứng ở cửa nhìn chăm chú nhìn một hồi, hỏi bên người Cố Bân, có cái gì đặc biệt cảm giác, khó mà nói, chính là cảm giác rất âm trầm, luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Thế nhưng không nói ra được, tiểu thất gật đầu một cái, hắn không có cảm giác được âm khí, nhưng lại cảm thấy kiềm chế, ta muốn vào xem một chút, các ngươi đi vào theo không, đi vào a.
Có ngươi tại chúng ta sợ cái gì, ngươi đêm đỏ anh dũng bóng lưng, còn tại chúng ta đầu óc xoay quanh, Cố Vân một bộ chuyện đương nhiên giọng nói, tiểu thất đào cặp mắt trắng dã. Ta đối với nam nhân không có hứng thú, ta đây giới thiệu mỹ nữ cho ngươi nhận biết, trong nội tâm của ta có yêu mến cô gái. Cũng không nhọc đến phiền ngươi giới thiệu, tiểu thất trong đầu không khỏi hiện ra Mã Tiểu Tiểu thân ảnh, khóe miệng hơi nhếch lên, giữa bọn họ loại trừ quan hệ không có vạch rõ. Cái khác đều rất tốt, huyết con nhện cùng lần này cần đối phó quỷ cấp bậc không giống nhau, cho nên muôn vàn cẩn thận cho các ngươi đồ vật hộ thân. Theo trong túi sách móc ra đà thần tiên cùng long tuyền kiếm đưa cho hai người, Cố Vân hai người nhận lấy vũ khí, đạo cho chúng ta rồi, ngươi lấy cái gì, không cần lo lắng. Ta còn các ngươi nữa không dùng được, tiểu thất dẫn đầu đi vào trước, phát hiện trong này rất loạn rất dơ, cho bụi tích tụ một tầng thật dày, trên đất có chút ngổn ngang dấu chân. Nói rõ loại trừ môn vệ đại gia ở ngoài. Không có những người khác đã tới, để cho Cố Vân hai người vội vàng đi vào, ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong lấy, càng đi vào trong. Cảm giác đè nén thấy bộc phát mãnh liệt, toàn bộ địa phương cũng là đen thùi, không khỏi làm người tâm sinh sợ hãi, Cố Vân hai người nắm thật chặt trong tay vũ khí. Trong lòng nghĩ đến môn vệ đại gia lá gan thật rất lớn, phanh, đột nhiên trên lầu liên tiếp truyền tới vật nặng rơi xuống đất thanh âm, tại loại này đen nhánh yên tĩnh địa phương. Nghe phá lệ kinh khủng, tiểu huynh đệ, ngươi nói trên lầu, tiểu thất khoát tay một cái, tỏ ý không cần nói, ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiếp theo sau đó đi vào bên trong lấy, đoàng đoàng đoàng. Trên lầu hãy cùng dỡ nhà giống nhau, thanh âm càng ngày càng vang, tiểu thất chậm cái có thứ tự đi tới, Cố Vân hai người cắn răng cùng sau lưng tiểu thất trong lúc bất chợt. Ngay phía trước một đạo quỷ ảnh xuất hiện, một đôi phát ra u quang ánh mắt nhìn chằm chằm ba người, tiểu thất không chút do dự xuất ra thiên âm cung, dương cung lắp tên, mũi tên xuyên qua quỷ ảnh. A, một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, theo tới là cuồng phún mà ra máu tươi, quỷ ảnh biến mất không thấy gì nữa, máu tươi nhưng không ngừng từ trong bóng tối chảy ra. Từ từ chảy tới ba người dưới chân, này, tiểu huynh đệ chuyện gì xảy ra, Cố Vân nóng nảy nói, không việc gì, tâm vô tạp niệm, không nên nhìn không cần nhớ, tiểu thất đào. Thật sự không được nhắm mắt lại, cầm lấy y phục của ta, Cố Vân hai người nhắm mắt lại, bất quá không có bắt được tiểu thất quần áo, tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù, đôi môi khẽ nhúc nhích. Nửa ngồi thân thể dán tại trên đất, phù quang lóe lên, chảy qua tới máu tươi thật giống như có cảm giác bình thường thật nhanh biến mất, có thể mở mắt hô. Hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn một cái mặt đất, máu tươi không thấy, Cố Vân thấp giọng nói, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, chướng nhãn pháp, tiếp tục đi vào trong. Theo ba người bước chân di chuyển, trên lầu lại truyền tới tiếng bịch bịch vang, lần này kéo dài nửa phút trái phải liền biến mất rồi, còn không đợi thở phào tí tách giọt nước tiếng vang lên. Giọt nước âm thanh không phải lầu hai truyền tới, mà là theo lầu một bên trong truyền ra, tiểu thất không để ý đến, nhưng Cố Vân hai người nhưng có chút sợ hãi, lúc trước làm linh dị vụ án. Thật đúng là chưa từng tới địa phương kinh khủng như vậy, men theo thanh âm truyền tới phương hướng từ từ đi tới, môn vệ đại gia chính là nghe được tiếng nước chảy. Còn lần này là giọt nước âm thanh, trên bản chất không khác nhau nhiều, rốt cuộc đã tới giọt nước âm thanh truyền ra địa phương, nơi này là hai cái lớn như vậy phòng tắm. Phòng tắm bên cạnh có tắm gội, giọt nước âm thanh chính là theo tắm gội chung truyền tới, tiểu thất đi nhanh tới, định thần nhìn lại, tắm gội chung tích xuất là đỏ thắm giọt nước. Trên đất có một cái quả đấm lớn nhỏ rãnh nhỏ, giọt nước nhỏ ở bên trong, phát ra tí tách âm thanh, đi tới phòng tắm trước, cúi đầu vừa nhìn, giữa đường mặt toàn bộ là đỏ thắm chất lỏng. Cố Vân hai người hỏi nhỏ, tiểu huynh đệ, cái này không sẽ đều là huyết chứ, có thể, đèn pin lên trên chiếu một cái, không có những phát hiện khác tựu tại lúc này.
trước người phòng tắm bình tĩnh mặt nước sôi trào, giống như đốt lên bình thường mạo hiểm bong bóng, một cỗ gai mũi mùi máu tanh xông vào mũi, ba người không khỏi lui về phía sau, mùi máu tanh. Thật là huyết, Cố Vân bọn họ đã chấn kinh không nói ra lời, một người có thể có bao nhiêu huyết, này toàn bộ phòng tắm toàn bộ là huyết, kia nhiều lắm ít người. Huyết dịch quay cuồng càng thêm kịch liệt, trong lúc bất chợt, có đồ vật gì đó từ trong đó thoát ra, Tiểu Thất không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quay cuồng phòng tắm, phút chốc. Nhiều đóa tinh hồng liên hoa ló đầu ra, này, này, không cần nói, huyết liên hoa trôi lơ lửng ở máu tê mặt ngoài, từ từ phiêu động, dần dần bắt đầu hội tụ, hai đóa hợp thành một đóa. Cứ thế mà suy ra, rất nhanh một ao huyết liên hoa chỉ còn lại mấy chục đóa, Tiểu Thất đếm một hồi, vừa vặn 24 đóa, không nhiều không ít, máu tê tế điện đã vong người. 24 đóa huyết liên hoa đại biểu 24 hồn phách, không nên nói là hồn phách, mà là lệ quỷ, theo bắt đầu mấy trăm huyết liên hoa, trở thành trước mắt 24 đóa huyết liên hoa. Trong đó lệ quỷ chiếm đoạt mấy chục hồn phách, tu vi cũng không thấp, Tiểu Thất phất phất tay, Cố Vân hai người bu lại, làm cái gì, hai người các ngươi lui về phía sau. Có thể lui bao xa thế nào, Tiểu Thất chỉ trong phòng tắm lơ lửng huyết liên hoa, từ tốn nói, máu tươi tế điện đã vong người. Huyết liên xuất hiện ác quỷ gần, hai người mặc dù không có nghe lớn biết, nhưng ác quỷ gần ba chữ nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, vội vàng lui về phía sau. Lưng tựa lưng cảnh giác đánh coi chung quanh, Tiểu Thất rút ra ba trụ trống trời hương, xóa sạch hương cho tàn vào phòng tắm, huyết thủy quay cuồng, sau đó nổ tung. 24 đóa huyết liên hoa trôi lơ lửng ở giữa không trung, quỷ khí tại huyết liên hoa bên ngoài vừa thu vừa phóng. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 626, Phạm Sướng Tiểu Thất hít sâu một hơi, quay đầu đối với Cố Vân hai người nói, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Người yên tâm ra tay đi, Tiểu Thất gật đầu một cái, móng tay chọn một điểm chu sa, ngay sau đó thật nhanh kết thủ ấn, ngũ phương đại đế, thập phương âm phủ, vong hồn đã qua đời. Trăm lần chết siêu sinh, thái thượng sắc lệnh ta là thật thần, tật bàn tay tự nhiên mà ra, móng tay lựa ra chu sa vậy mà biến thành từng cái người tí hon màu đỏ bay ra ngoài. Tiểu nhân ôm huyết liên hoa ở giữa không trung phiêu động, một màn này làm cho không người nào giới hạn mơ mộng, Cố Vân bọn họ coi như là tới đúng rồi. Loại tràng diện này phim kịch dị bên trong đều không thấy được, huyết liên tốn ở giữa không trung bay lượn gần 2 phút, tiểu nhân cái miệng cắn xé huyết liên hoa, không có phun ra mà là nuốt trọn. Máu tươi tế điện đã qua đời người, những thứ này lệ quỷ đều là do máu tươi này đi ra, tiểu nhân là chu sa biến thành, đi qua Tiểu Thất làm phép sau đó. Có thể cắn nuốt hết huyết liên hoa một bộ phận huyết khí, giống như là tiêu hao lệ quỷ tu vi, ha ha ô ô, khanh khách tựu tại lúc này. Huyết liên hoa bên trong truyền ra đủ loại quỷ kêu âm thanh, có khóc có cười, đoàng đoàng đoàng, huyết liên hoa bạo mở tiểu nhân biến mất theo từng đạo quỷ ảnh xuất hiện. Ở giữa không trung bay tới bay lui, trong miệng phát ra đáng sợ quỷ kêu, 24 đóa huyết liên hoa 24 con lệ quỷ, bộ dáng khác nhau, nữ có nam có, quỷ nữ tóc dài xõa vai. Thuần một sắc quần dài màu đỏ, quỷ nam cũng là trang phục thống nhất, trang phục màu đỏ quần, đây là dùng máu tươi tế điện duyên cớ, màu đỏ có thể kích thích bọn họ hung tính. Bọn họ miệng đều bị khâu lại, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào tiếng, hai cánh tay mở ra tay cầm tay, bộ dáng nhìn qua thập phần quỷ dị kinh khủng. Cố Vân cùng Tiểu Kim cho tới bây giờ không có thấy kinh khủng như vậy tình cảnh, hai người lưng tựa lưng không ngừng phát run, như nước hoa, thời gian nguyệt, Tiểu Thất lầm bầm trong miệng một câu. Theo trong túi sách móc ra một đóa kim hoa, đây là giới sắc hòa thượng cho Tiểu Thất một đóa hoa sen vàng, nghe hắn nói là vô vọng đại sư làm người làm. Đặt ở Đại Hùng Bảo Điện ước chừng 20 năm, Tiểu Thất nắm rễ cây hơi hơi nhất chuyển, hoa sen vàng xoay tròn mà ra, đụng vào một cái quỷ nữ trên người, quỷ nữ kêu thảm một tiếng.
buông lỏng kéo tay, hướng tiểu thất nhào tới, kiếm chỉ bắn tới, chặn lại quỷ nữ mi tâm, cái khác quỷ cũng buông tha dọa người, theo bốn phương tám hướng vọt tới, A-di-đà Phật. Giới sắc hoa thượng sở dĩ cho tiểu thất này đóa hoa sen vàng, chính là hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ Phật Pháp, Phật cùng đạo đồng tu, mới có thể thành tựu tối cao cảnh giới. Trong tay hoa sen vàng kim quang tràn ra, thật giống như bảo liên đăng giống nhau, chiếu sáng bốn phương tám hướng lệ quỷ, từng con quỷ đưa tay ngăn trở kim quang, tiểu thất ngón tay động một cái. Đầu ngón tay hồng quang nhảy, kiếm chỉ xuyên qua quỷ nữ đầu, một cước đem quỷ nữ đá bay ra ngoài, trong tay hoa sen vàng nhất chuyển, quét qua quỷ nữ bên hông, quỷ nữ kêu thảm một tiếng. Ngã vào rồi phòng tắm huyết thủy bên trong, tiểu thất hai tay nắm hoa sen vàng, cắn bể ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ vào hoa sen chung, hoa sen ánh sáng bắt đầu biến chuyển thành màu đỏ. Đem hoa sen ném hướng giữa không trung, trong miệng thì thầm, là nhân ý thanh tịnh, minh lợi không trọc quế, dùng cái này hay ý căn, thứ tự như Pháp nói, hoa sen phát ra hồng quang. Tựa như nhuốm máu lưỡi dao bình thường cắt lệ quỷ, tiểu thất trong miệng hát kinh Phật ngăn cản lệ quỷ quỷ kêu, phạm sướng kinh Phật, đây là hoa thượng tài cán sự tình. Vì ngộ ra trong sát quỷ lệnh Phật Pháp, tiểu thất cũng là làm trở về hoa thượng rồi, 24 con lệ quỷ liên tiếp nhào lên, tiểu thất dùng cả tay chân. Đưa chúng nó từng cái một đánh bay ra ngoài, trong miệng phạm sướng nhưng là không có đình chỉ, một mực niệm lấy kinh Phật ước chừng kéo dài 5-6 phút, tiểu thất đưa tay thu hồi hoa sen vàng. Nhét vào trong túi sách kẹp ra một đạo linh phù, bấm chỉ quyết lớn tiếng thì thầm, thiên thanh minh, mà thanh minh, thần quang chiếu thân ta. Hoa sen phong hỏa ấn, nhàn nhạt ngọn lửa tại ở giữa nhảy, tiểu thất ngẩng đầu nhìn xông tới 24 con quỷ, một cái bước dài đánh tới. Đầu ngón tay ngọn lửa thật giống như sắc bén bảo kiếm bình thường thu cắt một cái lại một con quỷ, một chiêu này là tiểu thất phạm sướng lĩnh ngộ mà ra một chiêu pháp thuật. Mặc dù không quá thành thạo, nhưng đối phó với này 24 con quỷ vậy là đủ rồi, nửa phút sau tiểu thất đứng ở chính giữa, bàn tay ở giữa nâng một cái vàng tử xen nhau vòng tròn. Một tay bấm chỉ quyết, hét lớn một tiếng, thu. Vòng tròn ánh sáng phát ra rực rỡ, một cổ cường sức hấp lực bộc phát ra, đem lệ quỷ lôi kéo đi vào, phút chốc thu hồi vòng tròn, bàn tay dùng sức nắm chặt vòng tròn nát bấy. Trong đó quỷ vật cũng hồn phi phách tán, thở dài nhẹ nhõm, niệm kinh Phật so với thì thầm ra kinh thư còn mệt hơn, thấy tiểu thất đem quỷ vật trừ đi, Cố Bân hai người bước nhanh tới. Quay đầu nhìn hai người liếc mắt, các ngươi không có sao chứ? Không việc gì, đúng rồi, chúng ta làm sao bây giờ, tiểu thất chỉ phía trên, đạo, đi trên lầu. Nơi này đã không sao, làm sao ngươi biết không sao, tiểu thất xuất ra một đạo linh phù, ném vào huyết thủy bên trong, đôi môi khẽ nhúc nhích, huyết thủy đột nhiên bốc cháy. Trong khoảnh khắc liền toàn bộ cháy rụi, một đại ao huyết thủy, như vậy mấy giây liền đốt khô, Cố Bân hai người trợn to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Huyết thủy đã bị huyết liên hoa hút khô, vừa mới nhìn thấy hữu hình không thực, đi thôi, lên lầu thang lầu không ở lầu một bên trong, mà là ở bên ngoài. Trước kia là có người trông chừng, chung quy lầu 2 là nữ sinh tắm địa phương, lầu 2 cùng lầu 1 bố trí không giống nhau, nơi này nhiều hơn rất nhiều căn phòng cùng tủ chứa đồ. Hơn nữa trên đất có thật nhiều ngổn ngang dấu chân, cẩn thận. Nơi này khả năng có người đi lên qua, chúng ta không sợ người tựu sợ quỷ, dựa vào trí nhớ đi tới lúc trước phát ra tiếng bịch bịch địa phương. Nhưng trước mắt một màn nhưng là sợ ngây người ba người, một cái cả người máu tươi người đứng ba người đối diện, trong tay xách một cái búa, tại hắn dưới chân, có hai cỗ thi thể. Đã không phân được nam nữ, bởi vì một thân xương đều bị gõ được nát bấy, đầu cũng không có thoát khỏi may mắn, tiểu kim thấy màn này, trong dạ dày trực phiên nhảy.
Trên đất hai cỗ thi thể trang phục là hiện đại, theo trang phục nhìn, là hai người nam, quần áo dính trên đất cho bụi, Cố Bân hít sâu một hơi hỏi, tiểu huynh đệ, là người hay quỷ, người? Tiểu Kim, chuẩn bị động thủ, nếu là chống cự lại, trực tiếp đánh gục, tiểu thất vừa mới nói một chữ, Cố Bân nghiêng đầu đối với tiểu Kim hét minh bạch. Tiểu thất vội vàng kéo lại Cố Bân đạo, ngươi trước nghe ta nói hết lời, con nói gì đó, hắn hung tàn tới mức này, coi như đánh chết, cũng không khẩn yếu, tiểu thất thở dài. Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng ngươi ít nhất nghe ta nói hết lời, được rồi, ngươi nói, hắn đúng là người, nhưng là bị quỷ phụ thân, hiện ở loại tình huống này. Nói trắng ra là hắn căn bản không khống chế được, mà là trong cơ thể quỷ hồn quấy phá, hắn bị phụ thân, không sai, người nếu không tin, ta đây liền đem quỷ bắt nói xong. Tiểu thất lấy ra một cái chu sa tát tới, trong tay hắn búa rơi trên mặt đất, sau đó ôm khuôn mặt hét thảm lên, mặt ngoài thân thể một đạo quỷ ảnh như ẩn như hiện, hơn nữa còn là một cái quỷ nữ. Tiểu thất một cái bước dài vọt tới hắn bên cạnh, nắm chỉ quyết đánh ở trên người hắn, nhưng mà, ngoài ý muốn nảy sinh, nguyên bản kêu thảm thiết hắn, lại đột nhiên ngừng lại. Dính đầy máu tươi hai tay đem tiểu thất đánh bay ra ngoài, tự nam tự nữ tiếng cười vang lên, ha ha, điểm nhỏ này trò lừa bịp còn muốn đuổi ta ra đến, nằm mơ đi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 627, quỷ thổi đèn tiểu thất một tay chống đỡ mà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phụ thân quỷ nữ, rất mạnh, nhưng không phải mấy lần trước cảm giác quỷ khí. Cố Bân hai người thấy tiểu thất bị đánh bay ra ngoài, vội vàng chạy đến tiểu thất bên cạnh, đưa hắn đỡ dậy, bị quỷ nữ phụ thân nam tử đưa tay nhặt lên trên đất búa. Từng bước ép tới gần ba người, tiểu huynh đệ, làm sao bây giờ, thấy màn này, Cố Bân cuống cuồng hỏi, nam tử bị quỷ nữ phụ thân, súng lục đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại sẽ thương tổn đến đàn ông kia, Cố Bân gấp đến độ cùng trên chảo nóng con kiến giống nhau, tiểu thất tử tốn nói, Long Tuyền kiếm cho ta. Các ngươi lui về phía sau, Cố Bân gật đầu một cái, đem Long Tuyền kiếm đưa cho tiểu thất, sau đó vội vàng lui về phía sau, tiểu thất chậm rãi đứng dậy, mũi kiếm nhảy lên. Ngươi là nơi nào đến quỷ nữ, dám ở tiểu gia trước mặt dương oai, ha ha, quỷ nữ phách lối cười một tiếng, xách búa vọt tới, tiểu thất lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, rung cổ tay. Màu tím kiếm hoa gào thét mà ra, đưa hắn trong tay búa chém thành hai khúc, quỷ nữ ngẩn ra, sau đó lui về phía sau mấy bước. Hắn nắm lên trên mặt đất xương bị gõ được nát bấy hai cỗ thi thể ném tới, sau đó xoay người chạy trốn, thấy màn này, tiểu thất quay đầu hô lớn, các ngươi nhanh đi ra ngoài, nói xong, đuổi theo. Cố Bân hai người sững sờ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiểu thất biến mất địa phương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa thang lầu, rón rén xuống lầu tiểu thất theo đuổi quỷ nữ nửa phút. Đột nhiên không cảm giác được nữ quỷ khí hơi thở, như vậy một cái bị phụ thân nam tử im hơi lặng tiếng biến mất, chuyện này rất không tầm thường, bởi vì vô tích khả tìm. Tiểu thất không thể làm gì khác hơn là từ từ tìm kiếm, bước chân một chút xíu di động, nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương, sau lưng tiểu thất một đạo hai mắt chảy máu. Gương mặt lóe lên kinh người thanh quang quỷ ảnh, khóe miệng hiện lên một cái quỷ tiếu, nhìn tiểu thất bóng lưng, tiểu thất mạnh mẽ quay đầu, lại cái gì đều không có nhìn thấy. Quay đầu lại cẩn thận tìm kiếm, cái này phòng tắm rất lớn, hơn nữa phòng chữ vật rất nhiều, tìm rất có độ khó, hơn nữa đen kịt một màu. Chỉ có vậy không biết mông bao nhiêu cho bụi cửa sổ xuyên qua một tia cho mịt mờ quang, nơi đây lâm vào giống như chết yên tĩnh, có lúc cũng truyền tới thanh âm cổ quái, đột nhiên. Tiểu thất bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn vài mét nơi một đạo cũ nát cửa sắt bị một cái khóa lớn khóa lại, khóa lớn dỉ lốm đốm, quét nhìn chung quanh một vòng. Đi nhanh đến trước cửa sắt, cũng không để ý cửa sắt bẩn không bẩn, phủ phục đem lỗ tai dán tại trên cửa sắt, cẩn thận lắng nghe bên trong thanh âm, bên trong thật có thanh âm.
hơn nữa còn là giọt nước âm thanh, tí tách nghe trong chốc lát, tiểu thất phát hiện giọt này trả lời rất có quy luật, cách nhau thời gian giống nhau, hơn nữa không phải cùng một nơi nhỏ. Thoáng cái là bên trái sau đó bên phải, tiếp theo là chính giữa, tiểu thất hít sâu một hơi, một kiếm đem khóa lớn bổ ra, két, cửa sắt mở ra. Theo trong túi sách rút ra một nhánh dẫn hồn trúc đốt, đứng ở long tuyền kiếm sắc nhọn, theo mở cửa sắt ra khoảng cách trung đưa vào bên trong, kéo dài nửa phút trái phải. Dẫn hồn trúc vẫn là lóe lên yếu ớt ánh sáng mang, thấy vậy tiểu thất nhẹ nhàng một hơi thở, xem ra bên trong không có quỷ, tựu tại lúc này, một đạo thân ảnh đứng ở khe cửa trước. Nhìn tiểu thất liếc mắt, vô một cái về phía long tuyền kiếm sắc nhọn dẫn hồn trúc biến mất không thấy gì nữa, bất thình lình biến cố, đem tiểu thất sợ hết hồn. Đem long tuyền kiếm thu hồi lại cúi đầu vừa nhìn, mũi kiếm dẫn hồn trúc thiếu mất một nửa, đem cửa sắt mở ra một ít, lần nữa đốt ba cây dẫn hồn trúc đặt ở góc tường. Chính hắn liền lui về phía sau mấy bước, núp ở tủ chứa đồ phía sau, thẳng đứng lỗ tai lắng nghe, nơi này quỷ vật quá mức thần bí, tiểu thất cũng không dám khinh thường, vì vậy phá lệ cẩn thận. Ước chừng qua 2-3 phút, cửa sắt phía sau vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân, tiểu thất cẩn thận từng ly từng tí đưa đầu nhìn sang, thấy một cái già nua bàn tay bắt lại vách tường. Thật dài móng tay cùng vách tường va chạm, phát ra thanh âm chói tai, sau đó, dẫn hồn trúc tát từ bên trong ném ra, thấy màn này, tiểu thất khẽ nhíu mày. Này già nua bàn tay rốt cuộc là thần thánh phương nào, lúc trước quỷ nữ nhìn qua cũng không già như vậy, chẳng lẽ này sau cửa sắt còn có quỷ? Cố Vân cùng Tiểu Kim hai người tựa vào bên ngoài phòng tắm mặt xa mấy chục mét trên một thân cây, hai người buồn rầu hút thuốc lá, chờ tiểu thất đi ra, nhưng vào lúc này. Trong phòng tắm bay ra ngoài mấy thứ đồ, chính xác không có lầm rơi xuống tại hai người bên cạnh. Bịch bịch đem Cố Vân bọn họ sợ hết hồn, cúi đầu thấy lên là vật gì thời điểm, hai người trợn mắt ngoác mồm, ánh mắt không che giấu được sợ hãi, sừng sốt phút chốc, hai người nhanh chân chạy. Trên đất là một viên giữa nát đầu người, cùng với hai cái tay cánh tay một cái bắp đùi, giữa nát đầu người cặp mắt mở, hơn nữa còn hướng hai người nháy mắt một cái. Ngay tại hai người nhanh chân chạy thời điểm, hai cái cánh tay thoáng cái bắt được bọn họ cổ chân, hai người nặng nề ngã xuống đất thống khổ kêu một tiếng, muốn bò dậy. Nhưng là cảm giác hai chân đều bị kéo lại, Cố Vân Tiểu Kim hai mắt nhìn nhau một cái, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy kia giữa nát cánh tay cầm lấy cổ chân. Hơn nữa, trong đất cũng đưa ra hai cái tay, Tiểu Kim, nhanh dùng tiểu huynh đệ cho vũ khí đánh, Tiểu Kim tay phải nắm chặt đà thần tiên, chiếu giữa nát cánh tay đập xuống. Cánh tay co rụt lại, đà thần tiên rơi vào khoảng không, Tiểu Kim mạnh mẽ bò dậy, đem bắt lại Cố Vân giữa nát cánh tay mở ra, hai người liền lăn một vòng chạy về phía trước, tựu tại lúc này. Một vệt bóng đen né qua, hai người bay ngược trở lại, rơi vào lúc trước dưới gốc cây kia, đoàng đoàng đoàng, đất sét liên tiếp nổ lên, từng con cánh tay theo trong bùn đất đưa ra. Đối với Cố Vân hai người gặp gỡ tiểu thất không biết gì cả, hắn tựa vào tủ chứa đồ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kia rỉ lốm đốm cửa sắt bởi vì có một cánh tay cầm lấy cửa sắt. Không ngừng lay động, két két thanh âm chói tai ở chỗ này vang vọng ra, tiểu thất cắn bể ngón tay, cong ngón búng ra, một giọt máu tươi chính xác không có lầm bay đến bắt lại cửa sắt trên tay. Cánh tay thật nhanh rúc vào phía sau cửa sắt, ngay sau đó phanh một tiếng, cửa sắt đóng lại, hơn nữa bị tiểu thất bổ ra khóa lớn một lần nữa khóa lại, tiểu thất trợn to hai mắt. Đặc biệt trêu chọc ta, đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, một lần nữa đem khóa lớn phách nát, một cước đem cửa đá văng. Vung tay phải lên một đạo linh phù bay đến giữa không trung bốc cháy, đem nơi đây chiếu sáng, thừa dịp này ngắn ngủi ánh sáng, tiểu thất đem nơi này nhìn một lần, thập phần đơn sơ.
một chương kiểu xưa bàn bát tiên, một chương giường gỗ cùng với hai cái dài băng ghế, còn sót lại chính là đầy đất cho bụi, ánh mắt quét một vòng, không có phát hiện quỷ. Hơn nữa nơi này là toàn khép kín, loại trừ một cánh bị đinh chết cửa sổ, căn bản không có cái khác xuất nhập cảng, tiểu thất gãi đầu một cái, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu gia đụng phải quỷ đánh tường, vỗ một cái túi vải bảo bảo chui ra, tiểu tử nhảy đến tiểu thất bả vai, đạo, ca ca, ngươi muốn bảo bảo làm gì nha, tiểu thất chỉ nơi này, đạo, bảo bảo. Ngươi giúp ca ca nhìn một chút nơi này có hay không quỷ, bảo bảo gật đầu một cái, trợn to hai mắt chuyển động đầu nhìn nơi này, hồi lâu tiểu tử lắc đầu một cái. Bảo bảo không có gì cả cảm giác được, ca ca biết, tiểu thất thở dài, xem ra lần này muốn vô công mà trở về. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 628, cái xác biết đi một tiểu thất khó chịu chửi nhỏ một tiếng, sau đó ở chỗ này đi lại, đem bốn mặt tường vách tường lau sạch một khối. Theo trong túi sách móc ra thiên bút thấm thi dầu các vẽ lên một đạo linh phù sau khi vẽ xong, tiểu thất nắm chỉ quyết, đọc xong chú ngữ, phù quang chợt lóe, linh phù che giấu mà đi. Đi tới phía ngoài phòng, đem cửa sắt đóng lại, mới vừa đi về phía trước mười mấy bước, bị phách xấu khóa lớn một lần nữa đem cửa sắt khóa lại, tiểu thất quay đầu nhìn liếc mắt. Đặc biệt thật là gặp quỷ sống, tiểu thất cũng cảm giác tê cả da đầu, hắn coi như Mao Sơn đệ tử căn bản không sợ thấy quỷ, hắn sợ là, rõ ràng quỷ ngay tại bên người, nhưng không nhìn thấy. Không biết mới là đáng sợ nhất, tiểu thất cũng không ngoại lệ, bảo bảo nghiêng đầu nhìn một cái phía sau, tay nhỏ chỉ bậy bạ, tiểu thất quay đầu quét nhìn một vòng. Như cũ không phát hiện gì hết cũng không tiếp tục để ý, hướng cửa thang lầu đi tới, đi ngang qua lúc trước cùng quỷ nữ gặp địa phương, tiểu thất tử nhìn kỹ một lúc. Phát hiện kia hai cỗ xương bị gõ bể không thấy thi thể, tiểu thất tin tưởng không phải là Cố Bân hai người khiêng đi rồi, tại loại này ma quỷ lộng hành địa phương người chết. Bọn họ còn không dám tùy tiện khiêng đi, như vậy thi thể đi nơi nào đây, đi xuống lầu đường cũ trở về, đi không tới một phút, thấy Cố Bân Tiểu Kim hai người ngồi ở trên một tảng đá mặt thở hổn hển. Đứng bên cạnh Cố Văn còn có một cái hơn 30 tuổi nam tử, tiểu thất đi tới, nghi hoặc vấn đạo, Cố sĩ quan cảnh sát các ngươi đây là thế nào, Cố Bân chỉ lúc trước dựa vào đại thụ nói. Ta cùng Tiểu Kim lúc trước tựa vào đại thụ, sau đó hai cái cánh tay một viên đầu còn có một cái bắp đùi từ trên trời hạ xuống, chúng ta muốn chạy xa một điểm. Nhưng ai biết lại bị cánh tay bắt được, không chỉ có như thế, trong đất bùn vậy mà chui ra mười mấy con bàn tay, cầm lấy chúng ta cánh tay bắp đùi, nếu không phải văn văn bọn họ tới kịp lúc. Ta theo Tiểu Kim thì xong rồi, tiểu thất lông mày nhướn lên, ngươi đây là trách ta rồi, không có trách ngươi, ta chính là dọa sợ, đúng rồi, ngươi tại bên trong cha thế nào, nghe vậy. Tiểu thất lắc đầu một cái, gì đó đều không tra được, chính ta đều cảm giác tê cả da đầu, biết rất rõ ràng có quỷ, nhưng lại không thấy được cảm giác không ra. Người có thể tưởng tượng một chút là cảm giác gì sao, có phải hay không cùng Final Destination không sai biệt lắm, Tiểu Kim nói, không sai biệt lắm, ta nói cho các ngươi biết. Lúc trước xương bị gõ bể hai cỗ không thấy thi thể, không thấy, tiểu huynh đệ, liền ngươi đều không thu thập được trong này quỷ, Cố Bân nóng nảy nói. Ta cuối cùng cảm thấy trong này không đơn giản, lúc trước quỷ nữ phụ thân nam tử thần bí biến mất âm khí cũng chút nào cảm giác không ra ta phỏng đoán. Có lợi hại đồ vật đem âm khí quỷ khí trấn áp lại, cho nên ta mới không cảm giác được tiểu thất đạo, cắt khoác lác ai không biết, Cố Văn khinh thường nói, tiểu thất nhìn nàng một cái. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngay sau đó ánh mắt rơi vào nàng bên cạnh nam tử trên người, thấy vậy, Cố Bân giới thiệu, tiểu huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Chu Tử Minh. Là một cái thông linh sư, hơn nữa còn là dân gian chuyện lạ cục thành viên, lần này là cục trưởng ra mặt đưa hắn mời tới giúp chúng ta trả án, thông linh sư.
nước ngoài thông linh thuật, tiểu thất nghi hoặc vấn đạo, Chu Tử Minh trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt lại né qua vẻ khinh thường, không sai. Ta ở nước ngoài học tập thông linh thuật, tiểu thất ám đạo, người này tâm cơ rất sâu, không phải là cái gì hiền lành, hắn biểu tình ẩn giấu phi thường sâu. Nếu không phải tiểu thất cảm giác bén nhạy, cũng không nhất định có thể quan sát đi ra. Tiểu thất gật đầu một cái, ta cũng nghe qua nước ngoài thông linh thuật có một bộ, hạnh ngộ. Nói xong tiểu thất nhìn Cố Bân Tiểu Kim hai người nói tiếp, đem bọn ngươi bị bắt qua tay cổ tay cho ta nhìn xem một chút, có vấn đề gì, Cố Bân đưa tay ra. Hai tay của hắn cổ tay có một vòng bầm đen với vết, Tiểu Kim cũng nhìn một chút cổ tay mình, cũng có với vết, hai người nhìn tiểu thất nghi ngờ nói, tiểu huynh đệ. Đây là chuyện gì xảy ra, quỷ khí vào cơ thể, các ngươi bây giờ còn có thể thật dễ nói chuyện, cũng ngoài ta dự liệu, có ý gì, tiểu thất chỉ Cố Bân ngực, từ tốn nói. Chính ngươi sờ ngực cảm thụ một chút, tim đập có phải hay không trở nên rất chậm rồi, Cố Bân nửa tin nửa ngờ đưa tay nhấn tại ngực, qua chừng một phút, hắn kinh hãi nói. Ta một phút tim đập 42 xuống, ta 37 xuống, tiểu huynh đệ, cứu lấy chúng ta nha, này tim đập nếu là dừng lại. Chúng ta liền xong đời, Cố Bân kéo tiểu thất thủ đoạn lệ nước mũi cùng nhau chảy xuống, tiểu thất hất ra tay hắn đạo, bây giờ không phải là còn chưa có chết mà. Lấy ra một cái gạo nếp phân cho hai người, để cho bọn họ nhấn đang bị nắm qua địa phương, gạo nếp rất nhanh thì biến thành đen, liên tiếp bắt ba cây gạo nếp, tình huống mới chuyển biến tốt. Thấy cổ tay với vết biến hóa rất nhạt, Cố Bân hai người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đạo, rốt cuộc được rồi, còn chưa khỏe, ngươi nói gì đó, còn chưa khỏe, tiểu thất gật đầu một cái. Kẹp ra hai đạo linh phù, đôi môi khẽ nhúc nhích, ngón tay đâm tại hai người nơi mi tâm, phù quang chợt lóe mà vào, vỗ tay một cái, Tử Tốn nói, lần này có thể, đúng rồi. Tiểu Kim ta cho ngươi đả thần tiên đi nơi nào, đả thần tiên tại văn văn nơi nào, nghe vậy, tiểu thất xòe bàn tay ra, đạo, đem đả thần tiên trả lại đi, Tiểu Kim ngươi nói nhăng gì đó nha. Người nào bắt hắn đả thần tiên rồi, Cố Văn trợn mắt nhìn Tiểu Kim hét lớn một tiếng, Tiểu Kim gãi đầu một cái, ta nhớ không lầm nha, các ngươi đem ta cùng Cố đội cứu ra thời điểm. Chính là ngươi từ trong tay của ta lấy đi đả thần tiên, tiểu thất nhướng mày một cái, chăm chú nhìn Cố Văn cùng Chu Tử Minh, Cố Bân cùng Tiểu Kim căn bản không biện pháp ẩn núp đả thần tiên. Chỉ có Cố Văn hai người có thể, lúc này, Chu Tử Minh nói, có thể hay không bị dưới đất thi thể lấy được, có thể, Tiểu Kim gật đầu phụ họa nói, tiểu thất nhìn Tiểu Kim đào. Người biết đả thần tiên là bảo vật gì sao, người nói phải thường bao nhiêu tiền, thường tiền, ta cho người biết Tiểu Kim, đả thần tiên là nguyên thủy thiên tôn ban cho Khương Tử nha. Ta tự mình đi Khương gia mời tới, cho ngươi làm mất rồi, ta thế nào đối với Khương gia giao phó, thế nào đối với Khương Tử Nha giao phó, a, đả thần tiên không tìm được trước. Các ngươi đều không phải rời đi nơi này, dứt lời, tiểu thất vỗ một cái bả vai ngồi lấy bảo bảo đạo, tiểu tử, ngươi cho ta nhìn bọn hắn, nếu là ai dám đi. Liền cho ta tàn nhẫn thu thập, bảo bảo biết, tiểu thất đi tới dưới cây lớn, rút ra long tuyền kiếm cắn bể ngón tay, máu tươi bôi ở trên mũi kiếm, chợt tàn nhẫn cắm vào dưới đất. Hét lớn một tiếng, long tuyền kiếm uy, bịch bịch đất sét nổ tung, từng cái giữa nát không chịu nổi cánh tay cũng rơi ở trên mặt đất, một cỗ khó ngửi xác thối vị đập vào mặt. Tiểu thất bàn tay phẩy phẩy, cúi đầu nhìn vào hố to, cũng không nhìn thấy đả thần tiên tung tích, đập vào mắt là một nhóm cùng con run giống nhau nhúc nhích cụt tay tàn thi. Trong hố lớn cảnh tượng tiểu thất cũng ở đây trong tivi nhìn thấy qua, nhất định chính là thực tế bản cái xác biết đi, mới vừa rồi ai nói đả thần tiên khả năng bị vồ vào dưới đất đến tìm tìm. Cố Bân bọn họ ánh mắt rơi vào Chu Tử Minh trên người, hắn hít sâu một hơi, đi tới, cúi đầu vừa nhìn nhất thời quát to một tiếng, này, đây là tang thi.
Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 629, cái xác biết đi hai, ta cũng mặc kệ gì đó, Tang Thi, vội vàng, đem đả thần tiên tìm cho ta đi ra, tiểu thất chỉ tàn thi nhúc nhích hố to đào. Chu Tử Minh hít sâu một hơi, đạo tiểu huynh đệ, ta chính là thuận miệng nói mà thôi, ta thật không biết ngươi nói đả thần tiên ở nơi nào, hay là trước đem những thứ này Tang Thi giải quyết. Nếu để cho bọn họ bò ra ngoài, sự tình liền làm lớn lên, bây giờ thế nào, ta chỉ quan tâm đả thần tiên ở nơi nào, Cố Vân cùng Tiểu Kim trố mắt nhìn nhau. Bọn họ quả thực không nghĩ đến tiểu thất cho đồ vật sẽ trọng yếu như vậy, Khương Tử Nha bọn họ biết rõ, đả thần tiên cũng đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương Tử Nha. Nhưng đó dù sao cũng là phim truyền hình, ai có thể nghĩ lại là thật, Cố Văn ánh mắt lóe lên. Không biết đang suy nghĩ gì, Bảo Bảo đứng ở giữa không trung, trừng mắt to nhìn ba người. Trong hố lớn tàn thi đã leo đến bên bờ, tùy thời có thể leo đến phía trên, Chu Tử Minh sắc mặt cuống cuồng, một cước tiếp lấy một cước đem leo lên tàn thi đá xuống đi. Người lúc nào cũng sẽ mệt mỏi, đá không có mấy phút, sẽ không khí lực tàn thi leo lên, tiểu thất lòng bàn chân dẫm một cái mà, linh lực bạo phát ra, đưa chúng nó đỡ ra. Không thể bắt đến tiểu thất, liền đem mục tiêu rời đến Cố Vân ba người trên người, thấy hướng mình bỏ qua tới không lành lặn thi thể thối giữa, còn có gai mũi xác thối. Bước chân không ngừng lui về phía sau, hố to rất sâu, tàn thi cũng nhiều vô cùng, tiểu thất cúi đầu nhìn một cái, sâu không thấy đáy, tựa hồ là một cái vạn nhân khanh, một trường học. Xuất hiện vạn nhân khanh, chuyện này, không khoa học à, có Bảo Bảo tên tiểu tử này tại, Cố Vân ba người căn bản chạy không thoát, không có chạy bao xa, liền bị tiểu tử xách trở lại. Cố Vân hô lớn, tiểu huynh đệ, ngươi có thể không thể trước tiên đem những thứ này tang thi diệt trừ à, tiểu thất nhìn bọn họ liếc mắt đạo. Ta liền hỏi đả thần tiên ở nơi nào, Cố Vân cùng Tiểu Kim liếc nhau một cái, ngồi ở dưới tàng cây Chu Tử Minh ngẩng đầu nhìn Cố Văn liếc mắt thấy màn này, tiểu thất nhìn Cố Văn nói, Cố Văn. Đả thần tiên liền ở chỗ của ngươi, giao ra đi, người nào bắt ngươi đả thần tiên rồi hả, Cố Văn có lý chẳng sợ hết, Cố Vân cắn răng, văn văn. Ngươi vội vàng đem đả thần tiên trả lại cho tiểu huynh đệ, đó vốn chính là hắn đồ vật, ta dựa vào cái gì trả lại hắn. Ta cũng không phải là theo trong tay hắn cầm, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cưỡng từ đoạt lý, Bảo Bảo, chúng ta đi, Bảo Bảo nhảy đến tiểu thất bả vai, đạo, ca ca, chúng ta đi. Những thi thể này làm sao bây giờ, tiểu thất sờ một cái tiểu tử, Bảo Bảo yên tâm, nơi này không phải còn có mấy người mà, để cho chính bọn hắn thu thập, há, Bảo Bảo biết, tựu tại lúc này. Ngồi ở dưới tàng cây Chu Tử Minh đột nhiên hướng Cố Văn vọt tới, cũng không biết từ nơi này móc ra đả thần tiên, hắn đi tới, đem đả thần tiên đưa trả lại cho tiểu thất đào. Đả thần tiên trả lại cho ngươi, còn xin ngươi giúp một tay thu thập hết những thứ này tang thi, ngươi tại sao làm như thế, Chu Tử Minh cắn răng nói, ta là dân gian chuyện lạ cục người. Nên vì dân chúng phụ trách những thứ này tang thi nếu là chạy ra ngoài, nhất định sẽ chết rất nhiều người, mới vừa rồi ta cũng thử qua. Những thứ này tang thi cùng ngoại quốc tang thi không giống nhau, vật lý công kích không có bao nhiêu tác dụng, tiểu thất thu cất đả thần tiên, kẹp ra mấy đạo linh phù từ tốn nói. Đều lui sau một điểm đi, nghe nói như vậy, mấy người vội vàng lui về phía sau, tiểu thất bắt pháp quyết niệm chú, bàn tay hất một cái, linh phù tại tàn thi giữa không trung xoay quanh. Sau đó phun ra lửa lớn rừng rực, đốt cháy không ngừng bò ra ngoài tàn thi, kêu thê lương thảm thiết âm thanh khuếch tán ra, làm người tê cả da đầu, ước chừng qua 5-6 phút. Mặt đất tàn thi rốt cuộc bị thiêu hủy hầu như không còn, nhưng trong hố lớn, còn có rất nhiều tàn thi không ngừng đi ra ngoài bò, tiểu thất đi tới hố to một bên, cúi đầu nhìn một cái. Đang muốn tiếp tục làm phép, xa xa đột nhiên truyền đến la to âm thanh, nghiêng đầu nhìn, thấy một đội an ninh chính thật nhanh chạy tới, chạy trước tiên là một tên mập.
Tiểu Thất không biết là chuyện gì xảy ra, cho nên cũng chưa có tiếp tục làm phép, chờ đám người này chạy đến bên cạnh người mập mạp kia thở hổn hển một hồi, nói. Các ngươi không nên vào lão bên trong phòng tắm rất nguy hiểm, Tiểu Thất buồn rầu nói, người nào nói cho ngươi biết chúng ta muốn đi vào, không, không vào bỏ tới tốt. Ta mới từ bên trong đi ra, nghe nói như vậy, mập mạp còn có phía sau hắn những an ninh kia sắc mặt nhất thời biến đổi, dùng một loại không tưởng tượng nổi biểu tình nhìn Tiểu Thất. Mập mạp thở hổn hển nửa ngày, hỏi, ngươi tại bên trong có hay không gặp phải gì đó? Ngươi hy vọng ta gặp phải gì đó, Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi một câu, mập mạp ánh mắt lộ ra hồ nghi, Tiểu Thất vỗ vai hắn một cái đạo, mập mạp ta ở bên trong không có gì cả đụng phải. Bất quá ở chỗ này ngược lại đụng phải, ngươi, các ngươi đụng phải cái gì, xoay người, mập mạp cùng một đám an ninh xoay người, thấy theo trong hố lớn bò ra ngoài tàn thi. Mở chừng hai mắt ngoác miệng ra, mập mạp trực tiếp dọa ngất rồi, cái khác an ninh sửng sốt một chút, giống to điên cuồng chạy ra Tiểu Thất đem mập mạp kéo đi sang một bên. Tiếp theo sau đó làm phép đốt trong hố lớn thi thể, càng về sau bò ra ngoài thi thể quần áo càng cũ kỹ, liền dân quốc thời kỳ thi thể đều có, Tiểu Thất thì càng thêm mê hoặc. Cái rãnh to này bên trong thi thể theo dân quốc đến hiện đại bước ngang qua gần trăm năm, không có khả năng không người phát hiện, hơn nữa, những thi thể này đều là làm sao tới. Chuyện này rất tà môn, quả thực so với trước kia tại lão bên trong phòng tắm còn tà môn, cái này trường học khắp nơi tiết lộ ra cổ quái, mỗi một chỗ tựa hồ cũng có quỷ quái. Không có mấy phút, lúc trước chạy đi an ninh vậy mà trở lại, trong tay còn cầm mấy thùng xăng, bọn họ đem xăng rót vào bên trong hố to, bật lửa đốt hướng bên trong ném một cái. Ngọn lửa chạy trốn cao vài thước, được rồi, lần này khẳng định đốt chết bọn họ, một cái an ninh vỗ tay nói, Tiểu Thất nghi ngờ nhìn mấy cái an ninh, đạo. Các ngươi trước kia là không phải đối phó qua những thi thể này, an ninh đạo, không nên hỏi nhiều chuyện không liên quan ngươi, các ngươi chắc chắn biết một ít sự tình. Nói tới lão phòng tắm lúc, trong mắt không che giấu được sợ hãi, nhưng còn dám đốt thi, dùng cái này kết luận, các ngươi nhất định thường gặp đến loại chuyện này. Từ đó thói quen, nghe được Tiểu Thất mà nói, an ninh nhướng mày một cái, ngươi là ai, ta có thể an ổn theo lão phòng tắm đi ra. Các ngươi nói ta là ai, ngươi là đạo sĩ, không sai biệt lắm, ai ngờ an ninh nhưng là khinh thường nói, đạo sĩ có gì đặc biệt hơn người, ta nói thiệt cho ngươi biết. Hai năm trước chúng ta cũng không phải không có mời đến đạo sĩ đến, có thể cuối cùng đi vào sẽ không đi ra, ngươi là mấy năm này đi vào còn sống đi ra người thứ hai. Cái thứ nhất là người nào, Tiểu Thất đạo, Tây Môn giữ cửa đại gia, hắn cũng không thiếu đi vào, Tiểu Thất sờ chính mình cằm, lẩm bẩm nói, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Lãnh đạo trường học nhất định biết chút ít sự tình, những người an ninh này lúc trước cũng đối phó qua tàn thi, có thể là bởi vì dĩ vãng tàn thi không phải từ nơi này đi ra. Lúc trước một màn mới có thể để cho bọn họ sợ hãi khiếp sợ, còn có một cái khả năng, cũng là bởi vì Tiểu Thất mấy người nhìn thấy, liên quan tới cái này trường học sự tình. Liền Xuân Thành thị cục cũng không biết, nếu không phải gần đây án mạng liên tiếp, như thế nào lại tới nơi này kiểm tra, phát hiện những chuyện này. Cái này lãnh đạo trường học đến cùng là bởi vì cái gì, mới chịu giấu giếm chuyện này, sớm một chút không xử lý tốt sao, xem ra bên trong nước rất sâu a. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 630, vạn nhân khanh chung người sống Cố Bân Tiểu Kim hai người sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng cũng không biết thế nào đi đối mặt Tiểu Thất. Lúc trước Tiểu Thất hỏi tới đà thần tiên lúc bọn họ đều giấu giếm không nói, trực tiếp dự định thường tiền, cái này không khỏi là đối với Tiểu Thất làm nhục. Tiểu Thất ngẩng đầu lên nhìn đứng ở phía sau Cố Văn liếc mắt, nàng người này quá tự phụ, không bao lâu người mập mạp kia tỉnh, hắn đứng dậy, nhìn tay cầm thùng xăng an ninh, đạo. Các ngươi động thủ,
không có biện pháp, nếu là không động thủ, bên trong tàn thi đều bò ra ngoài, ai, cũng là không có cách nào, ta không trách các ngươi, mập mạp thở dài nói. Tiểu thất nhìn mập mạp liếc mắt, ngay sau đó đi tới hố to trước nhìn một cái, đạo, bên trong hố to thi thể còn không có đốt xong, bây giờ còn tại đi ra ngoài bò. Các ngươi định xử lý như thế nào, mập mạp suy nghĩ một chút, sau đó nhìn an ninh đạo, các ngươi đi đem lần trước kéo trở về đất sét kéo đến nơi này, đem hố to lấp lên, được. Chúng ta cái này thì đi, mấy cái an ninh chạy đi, ước chừng qua 5 phút, 3 chiếc tiểu xe hàng lái tới, trên xe chứa đầy đất sét mập mạp để cho tiểu thất cùng Chu Tử Minh tránh ra. Bắt đầu chỉ huy xe hàng đem đất sét rót vào trong hố lớn, rất nhanh 3 xe đất sét rót vào trong hầm, nhưng vẫn không có đem hố to san bằng, mập mạp chân mày nhíu chặt đạo, đất sét không đủ. Gọi điện thoại để cho bọn họ đưa chút ít cát đá tới, được cái tên mập mạp này nói chuyện, an ninh cơ hồ nói gì nghe nấy, an ninh mới vừa đi ra mấy bước, trong lúc bất chợt. Trong hố lớn truyền đến thanh âm trầm thấp, cứu, cứu, cứu mạng, bên trong hố to có việc người, tiểu thất lông mày nhướn lên, thật đặc biệt gặp quỷ sống. Mỗi ngày bắt quỷ, cũng không biết quỷ ở nơi nào, tại chỗ người đều nghe được, mập mạp nhướng mày một cái, nhìn mấy người liếc mắt, hỏi nhỏ. Các ngươi có nghe hay không bên trong hố to có người hô cứu mạng, mấy cái an ninh gật đầu một cái, mập mạp chân mày đều vo thành một nắm rồi, làm sao bây giờ? Bên trong có thể cứu chữa mệnh âm thanh, nếu là không quản mà nói, mập mạp cắn răng một cái dậm chân một cái, đạo. Nhanh đi gọi điện thoại để cho bọn họ đưa cắt đá tới, Cố Bân cùng Tiểu Kim hai mắt nhìn nhau một cái, đi tới mập mạp bên cạnh, móc ra giấy chứng nhận đưa cho mập mạp, hắn mở ra liếc mắt ngươi. Các ngươi là Xuân Thành thị cục, trong hầm rõ ràng có người hô cứu mạng, ngươi cũng không cố người chết sống, ta bây giờ liền đem ngươi mang về trong cục tội cố ý giết người. Các ngươi cũng nhìn đến cái rãnh to này là tình huống gì, ai dám đem đất sét đào ra, mập mạp hỏi ngược lại, tiểu thất nhìn bọn họ liếc mắt, ngẩng đầu hô to một tiếng, Tiết Yêu tới. Lớn tiếng như vậy làm gì, ta cũng không phải là không nghe được, Tuyết Yêu vỗ một cái tiểu thất bả vai, kéo chính mình tóc bạch kim nói, mập mạp cùng mấy cái an ninh sợ hết hồn, chỉ Tuyết Yêu đào. Ngươi, ngươi là người hay quỷ, tiểu tử, ngươi kêu ta tới làm chi, tiểu thất chỉ hố to nói, bên trong có người hô cứu mạng, ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Nếu là có nguy hiểm liền lên tới, Tuyết Yêu trông mong nhẹ một chút, nhảy vào trong hố lớn, mập mạp cùng mấy cái an ninh cẩn thận từng ly từng tí đi tới hố to trước, cúi đầu nhìn thấy. Căn bản không có thấy Tuyết Yêu thân ảnh, nửa phút không tới. Hố to đất sét nổ tung, một đạo bóng trắng chạy trốn, trong tay còn mang theo một cái người. Tuyết Yêu tướng trong tay xách người ném xuống đất, đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn tiểu thất, tiểu tử, ngươi cố ý cái hố ta sao, không có a tiểu thất một bộ vô tội dáng vẻ. Thật ra thì trong lòng đang cười trộm, Tuyết Yêu sinh hoạt tại dài trắng lên, nơi nào hoàn toàn trắng muốt, nàng cũng thập phần thích sạch sẽ, trong hố lớn cũng đều là một ít xác thối. Nếu là nói cho nàng, chỉ định không muốn đi xuống, hừ, Tuyết Yêu lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu không để ý tới tiểu thất, cười một tiếng ngồi xổm người xuống kiểm tra trên đất người. Khi nhìn thấy hắn mặt mũi lúc tiểu thất nhưng là ngây ngẩn, không là người khác, chính là lão trong phòng tắm bị quỷ nữ phụ thân nam tử, giờ phút này hắn sắc mặt xanh mét thoi thóp. Khóe miệng lộ ra hai khỏa sắc bén hàm răng, tiểu thất vén lên hắn cổ áo, gặp được hai cái răng cửa động, Cố Bân nhỏ tiếng hỏi tiểu huynh đệ hắn thế nào, tiểu thất không trả lời Cố Bân mà nói. Trực tiếp vặn gãy nam tử cổ, nói không ra lời hơn nữa còn là cương thi, cũng không còn sống cần thiết, tiểu thất đi tới Tuyết Yêu bên cạnh, hỏi nhỏ, ngươi đi xuống có phát hiện hay không? Tuyết Yêu gật đầu một cái, thi vương, cũng khó trách, vạn nhân khanh không ra quỷ vương tựu ra thi vương, đây là tuyên cổ bất biến quy luật ta vậy mà quên mất.
chuyện này không trách ngươi, trường học này chuyện phát sinh ta cũng biết, không chỉ có Thi Vương còn có một cái đáng sợ quỷ, Tiểu Thất trầm giọng nói, ngươi cũng phát hiện, ừ. Chúng ta đi bên ngoài nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, Tuyết Yêu nháy mắt một cái, thân hình biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Thất nhìn Cố Bân liếc mắt đạo. Cố sĩ quan cảnh sát người này đã là cương thi, mau chóng xử lý xong, nói xong, hướng cửa trường học bước nhanh tới, đi tới cửa trường học, Tuyết Yêu đã chờ không nhịn được. Nàng mang theo Tiểu Thất đến một quán cà phê, rất quen thuộc điểm hai chén cà phê, Tiểu Thất hiếu kỳ nói, người đã tới nơi này, đúng nha, ta đây mấy ngày thường xuyên đến nơi này, đại tỷ. Ngươi là Yêu, ôi chao, thế nào học những thứ này nha, Tiểu Thất nhẹ giọng nói, Yêu thế nào, không việc gì, không việc gì, thấy Tuyết Yêu nổi giận, Tiểu Thất khoát tay lia lia. Thở dài nói, ta đây hai ngày gặp trong đời lớn nhất khiêu chiến, liên tục mấy lần gặp phải quỷ, rõ ràng quỷ liền ở bên cạnh ta thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được. Ta đốt dẫn hồn trúc bị thổi tắt, quỷ cũng xuất hiện, có thể hết lần này tới lần khác cảm giác không tới âm khí quỷ khí, Tuyết Yêu uống ly cà phê, đạo tiểu tử, người còn trẻ. Tiểu Thất lắc đầu một cái, lần trước ta ở kinh thành gặp phải một cái phi thường lợi hại chủ ta tại trong tay nàng không có một chút sức đánh trả, có thể nàng xuất hiện ở bên cạnh ta. Giống nhau phát giác ra, nhưng lần này nhưng là một chút cũng không có, Tuyết Yêu lông mày kẻ đen hơi nhăn, có thể hay không lần này quỷ so với ngươi gặp phải lợi hại hơn, làm sao có thể. Lần trước gặp chủ nhưng là liền Diêm Vương gia đều không đối phó được, lợi hại như vậy, Tuyết Yêu kinh ngạc nói, không sai, trường học cái này quỷ thực lực cũng không thấp. Ta hoài nghi là hắn đè lại phạm vi trường học quỷ khí âm khí, cho nên ta mới không phát hiện được, người nghĩ a, bằng thực lực của ta. Trên đời này có khả năng ở bên cạnh ta xuất hiện mà ta lại không cảm giác được quỷ có thể có bao nhiêu, Tuyết Yêu gật đầu một cái, lời này có lý. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận Tiểu Thất lợi hại, nhưng Tiểu Thất thật rất lợi hại, bọn họ có hay không ra tay với ngươi, đây cũng là không có. Có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên người ngươi, nhưng không có động thủ, nói rõ thực lực cũng không cường, ngươi nghĩ a, một khi động thủ sẽ bị bại lộ tung tích. Tiểu Thất đạo, đúng là như vậy, ai, cũng thật là phiền, lập tức Trúc Dung Thạch liền muốn xuất thế, còn đụng phải như vậy cái kẻ khó ăn, ta là có nhiều xui xẻo, tiểu tử. Này đối với ngươi mà nói nhưng là rất tốt lịch luyện cơ hội, Tiểu Thất suy nghĩ một chút, đạo ta cảm giác được sở hữu huyền cơ đều tại cái kia lão phòng tắm. Có lẽ lúc trước người mập mạp kia biết chút ít bí mật, chính là không biết hắn có nguyện ý hay không nói, cái này đơn giản, buổi tối chúng ta cùng đi tìm hắn. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 631, thám hiểm một, Tiểu Thất suy nghĩ một chút gật đầu một cái, đạo tốt lắm, ngươi đi đi theo người mập mạp kia tìm tới nhà hắn ở nơi nào. Chúng ta lại cùng đi, liền quyết định như vậy, tiểu tử nhớ kỹ trả tiền, ta đi trước, nghe được Tuyết Yêu lời này, Tiểu Thất sững sờ, vừa muốn nói chuyện nàng đã không có ở đây. Nghiêng đầu vừa nhìn phòng cà phê phục vụ viên cách mình bất quá ba bước, trong tay cầm hóa đơn, đây là muốn chính mình tính tiền, nhìn phục vụ viên nói. Bao nhiêu tiền, phục vụ viên không trả lời, chỉ là cầm trong tay hóa đơn đưa cho Tiểu Thất, nhận lấy hóa đơn vừa nhìn, Tiểu Thất ngẩn ra, lại là hơn 4.000 khối, phút chốc. Chỉ trên bàn hai chén cà phê đạo, hơn 2.000 một ly, phục vụ viên cười lắc đầu một cái, mới vừa rồi vị tiểu thư kia ở chỗ này tiêu phí đều là cấp, Tiểu Thất hiểu. Tuyết Yêu sở dĩ mang theo tự mình tiến tới cái này phòng cà phê, chính là muốn chính mình giúp nàng tính tiền, giỏi tính toán, không phục không được. Còn có phòng cà phê vậy mà nguyện ý để cho Tuyết Yêu cấp, Tiểu Thất cũng không hỏi nhiều, quét đại sảnh một vòng, phát hiện nơi này không chỉ có cà phê còn có bữa ăn Tây.
theo trong túi sách móc ra một chồng trăm nguyên giấy lớn đếm hơn 40 tấm đưa cho phục vụ viên, nàng xoay người rời đi, mấy phút sau cầm trong tay tiền lẻ đi tới. Nhận lấy tiền lẻ, tiểu thất thở dài, ly cà phê này thật quý nha. Ra phòng cà phê, tiểu thất một người trở lại lão bên ngoài phòng tắm mặt, phát hiện hố to đã san bằng, khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhìn chằm chằm đại thụ đất mới mà trong đầu đêm trước phát sinh chuyện sửa sang lại một lần, tìm sơ hở trong đó, lão phòng tắm cùng cái rãnh to này gian nhất định có liên quan. Chỉ là cái này điểm mấu chốt ở nơi nào, chẳng lẽ lão phòng tắm phía dưới có lối đi đi thông đại thụ bên dưới, đối với, hẳn là như vậy. Nếu bị phụ thân thi thể làm sao sẽ vô duyên vô cớ đến bên trong hố to, nói như vậy, xưng bá trường học này quỷ cùng trong hố lớn thi vương, hẳn là trên một sợi dây châu chấu, đột nhiên. Tiểu thất cảm giác bả vai bị vỗ nhẹ, ánh mắt đông lại một cái, mạnh mẽ một cái xoay người bàn tay thật nhanh lộ ra, này, ngươi làm gì vậy đây, trước mặt đứng đấy là một cô gái. Chính là ngày đó tại thao trường bị tiểu thất hù được cái kia, giờ phút này, nàng hai hàng lông mày hơi dựng thẳng, hơi giận nhìn tiểu thất vội vàng đem tay rút về, lúng túng nói. Xin lỗi, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn, mới vừa rồi tiểu thất cho là chụp mình không phải là người, cho nên thẳng đến ngực, sau đó lại là một cô gái. Tiểu thất tay liền nhấn ở người ta trên ngực rồi, nhìn cô bé này liếc mắt phát hiện dung mạo của nàng vẫn thật xinh đẹp, vóc người cũng không tệ, trước lồi phía sau mà nói, không quá kiểu. Nàng mất hứng hừ một tiếng, lần này tha thứ ngươi, cảm ơn tha thứ, đúng rồi, ta gọi là Vương Khanh Nhược, ngươi tên là gì, tiểu thất cười cười nói, ta gọi là Vương Tiểu Thất. Rất hân hạnh được biết ngươi, Vương Tiểu Thất, danh tự này tốt tục, ngươi đây sẽ không hiểu chưa, dựa vào tên dễ nuôi, Vương Khanh Nhược gật đầu một cái. Thật giống như có chuyện như thế, trường học không phải nghỉ sao, ngươi tại sao không trở về ra, nghe được câu hỏi, Vương Khanh Nhược trả lời, nhà ta ngay tại Xuân Thành. Nhàn rỗi không chuyện gì, sẽ tới trường học vòng vo một chút, tiểu thất lông mày nhướn lên, không có như vậy đơn giản chứ, Vương Khanh Nhược hỏi ngược lại. Ngươi tới nơi này làm gì chứ, khắp nơi vòng vo một chút, tốt miễn cưỡng lý do, Vương Khanh Nhược cười nói, đang khi nói chuyện 4-5 cái học sinh đeo túi sách một đường chậm chậm đi tới. 3 nam 2 nữ, rất nhanh đi tới Vương Khanh Nhược bên người, một người trong đó tóc dài xõa vai nữ hải kéo cánh tay nàng, cười đùa nói, Khanh Nhược ngươi tới bao lâu, không bao lâu. Ta mới tới, kéo Vương Khanh Nhược cánh tay nữ hải hiếu kỳ nhìn tiểu thất liếc mắt, đạo, Khanh Nhược hắn là ai, không phải là bạn trai ngươi chứ, tiểu huyên ngươi nói cái gì vậy. Ta lúc trước nhìn một mình hắn đứng ở chỗ này, tới hỏi một chút hắn là làm gì, Vương Khanh Nhược giải thích nói, như vậy à. Ta còn tưởng rằng chúng ta Khanh Nhược mỹ nữ có bạn trai đây, tiểu thất không có quá nhiều lắng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, mà là quan sát bọn họ thần tình. Còn có đeo túi sách trong tay nắm đèn pin, loại này chuẩn bị tới nơi này. Không phải là muốn vào lão phòng tắm đi thám hiểm chứ, nếu quả thật là như vậy, bọn họ lá gan cũng quá lớn rồi. Lúc này, Vương Khanh Nhược lôi kéo tiểu thất quần áo, đạo, Vương Tiểu Thất, chúng ta có cái hoạt động, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau nha, gì đó hoạt động. Vương Khanh Nhược chỉ lão phòng tắm, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi thấy nơi nào 2 tầng nhà lầu đi ta cho ngươi biết, hắn đã có 70-80 năm lịch sử rồi. Trước kia là trường học phòng tắm, trường học lúc trước muốn thay đổi xây, thế nhưng đi vào công nhân thoáng cái chết nhiều cái, sau đó trường học tân trang phòng tắm thời điểm. Đều là đại đội người cùng nhau đi vào, bây giờ bỏ phế, trường học cũng không có hủy đi, ta nghe lúc trước học tỷ nói, chỗ này có quỷ, là một gian quỷ ốc, tiểu thất nhướng mày một cái. Cho nên các ngươi giống như đi vào thám hiểm, còn có a, làm sao ngươi biết là quỷ phòng, chẳng lẽ ngươi thấy tận mắt, không sai, ta thấy tận mắt, Vương Khanh Nhược gật đầu một cái. Tiểu thất hứng thú,
hỏi, người có thể không thể theo ta nói một chút, có thể à, bất quá không thể ở chỗ này, nếu như bị an ninh trường học phát hiện, chúng ta lại không thể thám hiểm rồi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương bí mật, nói xong, Vương Khanh Nhược hướng lão phòng tắm đi tới, nàng mấy cái bằng hữu cũng đi theo, Tiểu Thất nhướng mày một cái, sau đó cũng đi theo. Hắn muốn nghe một chút Vương Khanh Nhược đến tột cùng thấy qua gì đó, Vương Khanh Nhược bọn họ mang theo Tiểu Thất chuyển đến lão phòng tắm phía sau, nơi này cỏ dại rậm rạp núp ở bên trong. Rất khó bị phát hiện, đi vào vừa nhìn, phát hiện cỏ dại phía trên trải hai tấm thảm, Vương Khanh Nhược bọn họ đều ngồi xếp bằng ở phía trên, nàng hướng Tiểu Thất phất phất tay. Tỏ ý Tiểu Thất ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, Vương Khanh Nhược nhìn Tiểu Thất nói, ngươi biết chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này thám hiểm sao? Tiểu Thất lắc đầu một cái. Vương Khanh Nhược đạo, chúng ta đều là trường học linh dị xã thành viên, theo chủ quan lên giảng, chúng ta sáu cái đều tin tưởng trên đời có quỷ, nhưng loại trừ ta cùng Tiểu Huyên ở ngoài. Bốn người bọn họ đều không nhìn thấy, lần này chúng ta tới lão phòng tám. Chính là muốn nhìn một chút quỷ lớn lên bộ dáng gì, các ngươi lần trước là tại nơi nào thấy quỷ, ngay tại lão bên ngoài phòng tắm mặt ta cho ngươi biết. Có một ngày tự học buổi tối tan lớp, Tiểu Huyên cùng bạn trai nàng hẹn xong gặp mặt ta liền bồi Tiểu Huyên chờ bạn trai hắn, hai người chúng ta chờ mãi, cũng không thấy người khác tới. Tiểu Huyên cũng không gọi được điện thoại, chúng ta liền muốn về trước nhà trọ, bất quá, đi tới một nửa thời điểm, đụng phải Tiểu Huyên bạn trai, đương thời phát hiện sắc mặt hắn rất yếu ớt. Hơn nữa kêu hắn cũng không trả lời, hai người chúng ta liền theo hắn, một mực với hắn đi tới lão bên ngoài phòng tắm mặt ta cùng Tiểu Huyên cũng không có cùng rất gần. Thấy hắn đứng ở lão cửa phòng tắm, hai người chúng ta liền núp ở sau cây, muốn nhìn một chút hắn đến cùng làm cái gì, sau đó, hai người chúng ta thấy lão bên trong phòng tắm đi ra mười mấy người. Bọn họ mặc thế kỷ trước 30 năm thay trang phục, hơn nữa từng cái sắc mặt phát ra thanh quang, đem Tiểu Huyên bạn trai kéo đến bên trong đi, nghe đến đó, Tiểu Thất nhẹ giọng nói. Sau đó thì sao, Vương Khanh Nhược trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt sợ hãi, tiếp tục giảng đạo, sau đó kia mười mấy người lại đi ra. Ta cùng Tiểu Huyên thấy trong tay bọn họ nắm cánh tay bắp đùi đang ở gặm ăn, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, ta cùng Tiểu Huyên dọa sợ, muốn rời khỏi, nhưng khi đó hai chân như nhũn ra. Thậm chí ngay cả tiếng thét chói tai đều không kêu được. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 632, thám hiểm hai Vương Khanh Nhược mấy cái bằng hữu đều ôm đầu gối, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, cơ thể hơi phát run, liền chính nàng cũng là như vậy. Xem xét lại Tiểu Thất khí định thần nhàn lắng nghe, Vương Khanh Nhược ngừng lại, hiếu kỳ hỏi, Vương Tiểu Thất ngươi không sợ sao, không sợ, thật không sợ. Phía sau ngươi khẳng định sợ hãi, nghe vậy, Tiểu Thất giang tay ra, ngươi tiếp tục giảng, ừ, Vương Khanh Nhược gật đầu một cái, chậm rãi nói. Đương thời ta cùng Tiểu Huyên đều cho là những kia quỷ muốn tới bắt chúng ta, bọn họ theo hai người chúng ta bên người hơn một thước địa phương đi qua. Giống như không thấy hai người chúng ta giống nhau, hướng xa xa đi tới, đương thời chúng ta cho là đã không sao, liền ôm ở cùng nhau khóc muốn đợi khôi phục một ít khí lực mới trở về nhà trọ. Có thể chưa được vài phút, đám kia quỷ lại trở lại, hơn nữa còn nhiều hơn 7-8 cái quỷ, trong tay đều cầm túi lớn túi nhỏ đồ vật, có mấy cái quỷ còn xách cái bàn băng ghế những thứ này. Khanh Nhược bọn họ có phải hay không đang dọn nhà nha, một người mang kính mắt tướng mạo lịch sự nam sinh nhỏ tiếng hỏi, Vương Khanh Nhược gật đầu, bọn họ chính là đang dọn nhà. Những thứ đó đều là thế kỷ trước sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, Khanh Nhược ngươi nhanh giảng phía sau thế nào, trước mặt những kia quỷ cũng không có nhìn thấy chúng ta. Thế nhưng phía sau còn đi theo 3-4 cái 4-5 tuổi đại tiểu quỷ, bọn họ nhìn thấy ta cùng Tiểu Huyên, sau đó hướng chúng ta đi tới, ta nhìn thấy bọn họ trên người đều chảy máu.
trên người đều là lỗ đạn, những thứ này tiểu quỷ đưa tay kéo chúng ta, muốn đem chúng ta kéo tới lão phòng tắm đi, vừa lúc đó, ông nội của ta cho ta một khối ngọc đột nhiên sáng lên. Kéo chúng ta tiểu quỷ kêu to lên, đi ở phía trước lớn quỷ cũng lung lay tới, mắt long long nhìn ta cùng tiểu huyên, khi đó ta cho là mình phải chết, cũng không biết tiểu huyên nơi nào đến khí lực. Thoáng cái đứng lên kéo ta thật nhanh chạy ra 400-500 mét, chúng ta quay đầu nhìn, phát hiện không có quỷ theo tới, trở lại nhà trọ chúng ta giảng cho người khác nghe. Bọn họ cũng không tin, tiểu thất nhướng mày một cái, nghe Vương Khanh Nhược nói, lão phòng tắm ma quỷ lộng hành không phải một ngày hay hai ngày chuyện, sau đó thì sao, một cô gái khác nói. Tiểu thất nhìn mấy người liếc mắt, phát hiện bọn họ vừa sợ lại hưng phấn, nghe người khác rằng có lẽ cảm giác kích thích nhưng đích thân trải qua. Phòng trừng thì không phải là kích thích đơn giản như vậy, Vương Khanh Nhược theo trong túi sách xuất ra một chai nước, uống một hớp tiếp tục nói. Sau đó, ta cùng Tiểu Huyên liền muốn biện pháp tìm liên quan tới lão phòng tắm tài liệu, có một lần đụng phải một đệ tử sẽ học tỷ. Nàng nói cho chúng ta biết lão phòng tắm thật ra thì chính là quỷ ốc, bình thường ma quỷ lộng hành, hơn nữa chúng ta cũng tận mắt thấy qua, trong lòng liền tin, tiểu thất hỏi, đúng rồi. Tiểu huyên bạn trai đây, Vương Khanh Nhược vừa muốn nói chuyện, tiểu huyên nhẹ giọng nói, hắn đã chết, chúng ta Khanh Nhược nhìn đến quỷ nắm cánh tay bắp đùi những thứ này. Chính là hắn, xin lỗi. Không việc gì, đều đi qua hơn nửa năm rồi, ta đã tiêu tan, tiểu huyên nhẹ giọng nói, tiểu thất nhìn Vương Khanh Nhược nói, các ngươi đã biết rõ bên trong có quỷ. Tại sao còn muốn đi vào thám hiểm, chẳng lẽ sẽ không sợ quỷ đem các ngươi ăn, chúng ta đều sợ, bất quá chúng ta vì vào nơi này đã chuẩn bị rất lâu, ngươi xem. Vương Khanh Nhược giải hết trên cổ treo ngọc bội đưa cho tiểu thất nhận lấy nàng ngọc bội, cảm thụ một hồi, trong đó xác thực hàm chứa pháp lực, Vương Khanh Nhược kiêu ngạo nói. Đây là ta ra ra cho ta, bọn họ một người cũng có một cái bùa hộ mạng, cũng là ông nội của ta cho, ra ra của ngươi là ai, Vương Khanh Nhược suy nghĩ một chút. Ta cũng không biết ông nội của ta cụ thể là làm gì, bất quá nghe ta ba nói ra ra là một cái đạo sĩ, trước kia còn là Xuân Thành cục công an linh dị cố vấn, nghe nói như vậy, tiểu thất sững sờ. Vương Khanh Nhược ra ra không phải là cố văn sư phụ thất tinh mệnh bàn chủ nhân ngày trước đi, nghĩ tới đây liền hỏi, ra ra của ngươi bây giờ đi nơi nào, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta biết rồi, ngươi cũng muốn một cái bùa hộ mạng đi, cái này đơn giản, lần sau ta để cho ra ra giúp ngươi cũng làm một cái, tiểu thất lắc đầu một cái. Ngươi nói cho ta biết ra ra của ngươi đi nơi nào, hắn là không phải đi phía tây rồi hả, làm sao ngươi biết, ngươi chẳng lẽ gặp qua ông nội của ta, Vương Khanh Nhược nghi ngờ nói, không có. Đúng rồi, gia gia của ngươi có phải hay không còn có một cái học trò, phải ông nội của ta học trò nhưng là một đại mỹ nữ, gọi là Cố Văn, là bây giờ cục công an linh dị cố vấn, bất quá. Ta cũng chỉ cùng nàng gặp qua một lần. Vương Khanh Nhược ra ra thật đúng là cố văn sư phụ thật đặc biệt khéo léo, khó trách Vương Khanh Nhược bọn họ dám đánh bạo tới nơi này, trên người lợi hại bùa hộ mạng tự nhiên không có sợ hãi. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng lão trong phòng tắm quỷ thật lợi hại, các ngươi dự định lúc nào vào lão phòng tắm, Vương Khanh Nhược nhìn một chút thời gian, sau đó nói, 2 giờ chiều. Bây giờ đã một điểm hơn 50, tiểu huyên vội vàng chuẩn bị một chút, chúng ta vào lão phòng tắm, Khanh Nhược, chúng ta lên lầu 2 vẫn là lầu 1, lầu 2 không dễ dàng bị phát hiện. Chúng ta đi lầu 1 còn muốn lượn quanh một vòng lớn, nếu là bị phát hiện, lần này thám hiểm liền bị lỡ, tiểu thất trong lòng có chút nóng nảy, cũng không biết bọn họ có nghe hay không mình nói. Khuyên nhủ, ta khuyên các ngươi cũng không cần đi vào, nếu là xảy ra chuyện người nhà hẳn là thương tâm, chúng ta có bùa hộ mạng. Khẳng định không việc gì, ngươi cho rằng là bùa hộ mạng rất lợi hại nha, lão bên trong phòng tắm quỷ muốn giết các ngươi không nên quá đơn giản, nghe nói như vậy, Vương Khanh Nhược đạo.
Vương Tiểu Thất, ngươi không phải là sợ chưa? Nếu như ngươi sợ có thể không đi, mấy người chúng ta liền có thể đi. Tiểu Thất cười một tiếng, hắn xác thực sợ. Vương Tiểu Thất, ngươi nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc muốn không nên đi? Vương Khanh Nhược hỏi nhỏ. Tiểu Thất không trả lời, hỏi ngược lại, các ngươi thật thiết rồi tâm muốn đi vào? Ừ, chúng ta nhất định phải đi vào, hơn nữa còn chuẩn bị máy chụp hình, đem quỷ vỗ xuống tới thả vào trên mạng. Tiểu Thất thở dài, chính mình khuyên bọn họ không có hiệu quả lớn lắm. Vậy chỉ có thể đi vào theo rồi, hy vọng không nên xảy ra chuyện mới phải. Được rồi, ta theo lấy các ngươi đi vào. Ừ, Tiểu Huyên, mấy người các ngươi đều chuẩn bị xong camera. Còn có Chu Sa máu chó mực đều cầm ở trên tay. Được rồi, chúng ta vội vàng đi qua. Mấy người lén lén lút lút chuyển đến lên lầu hai địa phương. Vương Khanh Nhược đi tuốt ở đằng trước. Nàng trong tay cầm đèn pin cùng với một cây đào mộc kiếm, phía sau là Tiểu Huyên đó, cầm máy quay phim, bốn người khác ba người nắm Chu Sa máu chó mực chờ chư ta đồ vật. Cô bé kia cũng là nắm một bộ máy quay phim, Tiểu Thất đi ở phía sau cùng, bất đắc dĩ đi theo mấy người, bọn họ vì tìm kích thích cũng là liều mạng. Đây chính là đang dùng sinh mạng tìm thú vui, nơi này bao lâu không người đi lên qua, cũng quá dơ bẩn. Đi tuốt ở đằng trước Vương Khanh Nhược đạo, Khanh Nhược, nơi này chính là quỷ ốc. Ai dám đi lên, không đúng, các ngươi nhìn, trên đất có rất nhiều dấu chân. Nhất định là có người đi lên qua. Tiểu Huyên đi phía trước chen lấn đẩy, thấy lên thật có rất nhiều hỗn loạn dấu chân, thật ư, trên đất dấu chân rất mới, đạp lên không bao lâu. Chẳng lẽ là quỷ? Khẳng định không phải, quỷ đều là bay, Vương Khanh Nhược nói. Tựu tại lúc này, Vương Khanh Nhược cảm giác bả vai bị vỗ một cái, nàng nói, Tiểu Huyên đừng làm rộn. Khanh Nhược, ngươi nói gì đó, đừng vuốt bả vai ta cũng sẽ không sợ hãi. Tiểu Huyên đem giơ hai tay lên, mọi người định thần nhìn lại. Một cái tái nhợt cánh tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Vương Khanh Nhược. Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh chương 633, Thám Hiểm 3, Khanh Nhược, ngươi, phía sau ngươi, một màn này mọi người là nhìn đến thật sự rõ ràng. Tiểu Huyên che miệng cuống cuồng hô. Ta phía sau thế nào? Vương Khanh Nhược nghiêng đầu vừa nhìn, thấy một cái tái nhợt cánh tay khoác lên chính mình bả vai, nàng không có một chút sợ hãi, ngược lại khá là hưng phấn hô. Tiểu Huyên, các ngươi chụp nhanh đi xuống nha, đây nhất định là quỷ, nghe nói như vậy, phía sau cùng Tiểu Thất một đầu hắc tuyến, còn tưởng rằng nàng biết sợ. Không nghĩ đến nội dung cốt truyện lại là như vậy, những người khác phục hồi lại tinh thần, giơ máy quay phim cẩn thận vỗ khoác lên Vương Khanh Nhược bả vai tái nhợt cánh tay. Còn không ngừng điều lấy ống kính đèn pha, hồi lâu, bọn họ đem một màn này đấu giá tốt, Vương Khanh Nhược dùng trong tay mặt kiếm gỗ đào đâm tại tái nhợt trên cánh tay. Cánh tay thật nhanh co rụt lại, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thất kinh ngạc không gì sánh được, xem ra mấy người đến có chuẩn bị. Lúc trước một màn đối với bọn hắn mà nói có lẽ chỉ là món ăn khai vị, sáu người càng thêm hưng phấn, Tiểu Thất có thể rõ ràng nghe được bọn họ trầm thấp tiếng hít thở, lên lầu. Tiểu Huyên quét mắt một vòng, kinh ngạc nói, nơi này lối kiến trúc vậy mà cùng Bắc Phương không sai biệt lắm, làm sao ngươi biết? Khanh Nhược, ngươi quên. Ta chính là người Đông Bắc a. Vương Khanh Nhược gật đầu một cái, thấp giọng hỏi, Tiểu Huyên, vậy ngươi cảm thấy quỷ thích nhất đứng ở đó, ta làm sao biết? Tiểu Huyên ngẩn người đạo. Ngươi không phải người Đông Bắc sao? Tiểu Huyên không nói gì nói, quỷ cũng không phải là Đông Bắc, và lại nói, quỷ có thể cùng người chúng ta giống nhau sao? Bọn họ nơi đó cũng có thể ngây ngốc. Hà, chúng ta đây chỉ có thể tự tìm. Tiểu Thất cuồng mồ hôi, mấy người ở lại đây còn cùng người không có sao giống nhau nói chuyện phiếm, là thật không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào. Luôn nói không biết mới là đáng sợ nhất, có thể không biết cũng đáng sợ. Sáu người châu đầu ghé tai mấy câu, tiếp tục đi về phía trước lấy, Tiểu Thất đi ở phía sau cùng. Cẩn thận quan sát lấy bốn phía, Bảo Bảo cũng ngồi ở Tiểu Thất bả vai, nhìn chung quanh, đột nhiên, Vương Khanh Nhược quay đầu hô, Vương Tiểu Thất, người mau tới đây. Tiểu Thất ngẩn ra.
sau đó đi tới phía trước nhất đi, đạo, có chuyện gì, ngươi đi theo ta phía sau, nếu là xảy ra chuyện ta mới có thể bảo vệ được ngươi, nghe đến lời này, tiểu thất lắc đầu một cái. Ta còn là đi phía sau cùng, Vương Khanh Nhược đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm một câu, thật là quỷ nhát gan, bất đắc dĩ cười một tiếng, đi đến cuối cùng mặt chính mình đi ở phía sau cùng. Chính là vì bảo vệ vài người, sớm biết là như vậy, còn không có lúc đi vào sau, nên thông báo an ninh trường học. Vương Khanh Nhược một tay nắm tay đèn pin, một tay nắm chặt kiếm gỗ đào. Rón rén đi ở phía trước dẫn đường, nửa phút không tới, nàng dừng bước nghiêng đầu khẽ gọi một tiếng, tiểu huyên, nhanh, ngươi xem trước mặt. Nhanh lên một chút vụ xuống tới, tiểu thất ngẩng đầu nhìn lại, thấy tại ngay phía trước một mặt phủ đầy cho bụi trên vách tường, viết một cái to lớn chết chữ. Càng chết người là chết chữ không có viết xong, giờ phút này đang ở nhất bút nhất họa bồ toàn, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, đây là một loại vô hình sợ hãi. Không có cảm giác được bất kỳ quỷ khí âm khí, nhưng chết chữ lại chân chân thật thật tại nhất bút nhất họa bồ toàn, nghiêng đầu nhìn bảo bảo tiểu tử lắc đầu một cái, ca ca. Bảo bảo gì đó đều không cảm giác được, tiểu tử có chút mất hứng, tiểu thất sờ một cái bảo bảo, an ủi một hồi Vương Khanh Nhược bọn họ tinh lực đều tập trung ở kia bồ toàn chết chữ lên. Không có nghe được tiểu thất cùng bảo bảo trao đổi, tiểu thất trao mày, tại chính mình dưới mí mắt viết ra một chữ chết chữ, là đối với chính mình châm chọc khiêu khích. Vương Khanh Nhược giơ kiếm gỗ đào từng bước đi tới, tiểu huyên năm người theo thật sát phía sau nàng, mấy người đến gần chết chữ, khá là hưng phấn nghiên cứu tự tại lúc này. Trên trần nhà treo xuống một cỗ thi thể, đột nhiên xuất hiện thi thể để cho bọn họ cao giọng kêu to, thật chặt dựa chung một chỗ, phút chốc chậm rãi ngẩng đầu nhìn trần nhà thân thể. Thi thể người mặc cho quần trắng, thật dài tóc che ở cả khuôn mặt, vì vậy không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt thật dài móng tay phơi bầy màu đen xám, phía trên còn quanh quẩn hắc khí. Tiểu thất đứng ở sáu người đối diện, cao mày nhìn trần nhà treo thi thể cổ bị ghìm ở, mà ghìm chặt thi thể là mạo hiểm hắc khí tóc, nhanh lên một chút chụp, đây nhất định chính là quỷ. Chấm ngoặc kép. Vương Khanh Nhược nổi lên lá gan, dùng kiếm gỗ đào vén lên thi thể tóc, muốn nhìn một chút thi thể liền đem dáng dấp ra sao, kiếm gỗ đào tiếp xúc được tóc, phát ra tư tư âm thanh, phút chốc. Nàng đem thi thể tóc vén lên, sáu người trợn to hai mắt, thấy thi thể kia mắt cá chết bình thường cặp mắt nhìn hắn chằm chằm môn. Một cô gái khác cùng với mang ánh mắt nam sinh đều là kinh khủng quát to một tiếng, tiểu huyên bọn họ vội vàng che bọn họ miệng, Vương Khanh Nhược buông xuống nữ thi tóc. Sau đó nữ thi rúc vào rồi trong trần nhà, thật kích thích, Vương Khanh Nhược nắm quả đấm phất phất tay, đạo. Tiểu huyên đều vụ xuống tới không có, Khanh Nhược ngươi yên tâm toàn bộ vụ xuống tới, chờ chúng ta sau khi trở về xử lý một chút. Chính là một bộ chân thực phim kịch dị rồi, không tác dụng lý, trực tiếp thả vào trên mạng, như vậy mới có chân thực tính, Vương Khanh Nhược nhẹ giọng nói, được. Chúng ta đây sẽ không xử lý, đến mức này, mấy người mặc dù có chút sợ hãi, nhưng lòng hiếu kỳ cùng với kích thích cảm giác hoàn toàn đem sợ hãi đè lại, tiếp lấy đi vào bên trong đi. Rốt cuộc đã tới tiểu thất sớm chút trước gặp phải chuyện lạ kia phiến gì lốm đốm trước cửa sắt, định thần nhìn lại tiểu thất ngây ngẩn, nguyên bản khóa cửa sắt khóa lớn không có. Liền cửa sắt đều thay đổi, biến hóa thành một loại rất lão thức cửa sắt khóa cửa ở bên trong, trên cửa có một cái có thể đem tay vươn vào đi khổng, dùng để mở cửa, đặc biệt. Cái này không khoa học, Vương Khanh Nhược cẩn thận đánh coi cửa sắt một hồi, nhẹ giọng nói, ta cho các ngươi cái thượng kính cơ hội. Ai tới đem cửa sắt mở ra, còn lại 5 người chố mắt nhìn nhau, qua mấy phút kia người đeo mắt kiếng nam sinh đi ra ngoài, cắn răng nói, ta tới mở ra, được. Người rồi, Vương Khanh Nhược tựa hồ đối với trước mắt cửa sắt rất có nghiên cứu, nàng chỉ huy đeo mắt kính nam sinh mở cửa, vì an toàn.
nàng còn để cho nam sinh đem chọn một tay bôi lên máu chó mực, nam sinh cũng là gan lớn, trực tiếp đưa tay duỗi vào, mò tới khóa thể, vì vậy từ từ mở ra tựu tại lúc này. Hắn cảm giác có đồ vật gì đó tại liếm mờ u bàn tay mình, tiện tay chảo một cái, cũng không chờ hắn bắt cổ tay mình liền bị vật kia quấn lấy rồi, dùng sức vào bên trong kéo đi, ô ô. Một trận thê lương tiếng khóc theo phía sau cửa sắt truyền ra, khanh nhờ cứu mạng a, tay ta bị bắt, đột nhiên xuất hiện biến cố đem nam sinh sợ hết hồn. Hắn tỉnh táo lại lớn tiếng kêu cứu, Vương Khanh Nhược đem kiếm gỗ đào duỗi vào, lung tung đâm vài cái, a kèm theo rên lên một tiếng, quấn lấy nam sinh cánh tay đồ vật rụt trở về. Hắn đưa cánh tay rụt trở về, toàn bộ tay thoa máu chó mực bị liếm sạch sẽ, Vương Khanh Nhược nhẹ giọng nói, Lý Tiểu Quân, người nếu là sợ bây giờ có thể ra ngoài, ta không sợ. Đeo mắt kính nam sinh lắc đầu nói, được kia vội vàng mở cửa ra, bên trong nhất định là có quỷ, Lý Tiểu Quân gật đầu một cái, lần nữa đưa tay đi vào, lúc trước đã mò tới khóa thể. Cho nên lần này rất mau đem cửa sắt mở ra rồi, két cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra, một cỗ như có như không quỷ khí từ bên trong thổi đi ra, tiểu thất lông mày nhướn lên. Kẹp ra một đạo linh phù cuốn tại trên ngón tay, này là tới nơi này lần đầu tiên rõ ràng như vậy cảm giác quỷ khí. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 634, thám hiểm 4 tiểu thất mấy sải bước vọt tới phía trước nhất ngăn cản liền muốn đi vào Vương Khanh Nhược, nàng nghi ngờ nhìn tiểu thất đạo, Vương tiểu thất. Ngươi làm gì vậy ngăn ta, tiểu thất nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta đi vào trước, vẫn là liền như vậy, ngươi lá gan nhỏ như vậy, không nên đi vào dọa sợ, Vương Khanh Nhược lòng tốt nói. Tiểu thất cười một tiếng, không trả lời, đưa tay đem cửa sắt hoàn toàn mở ra, đòn ánh sáng đèn pin quét nhìn bên trong, ở cách đại môn 4 đến 5 mét địa phương, đứng ở một đạo thân ảnh. Định thần nhìn lại, chính là trước sớm phụ thân cái kia quỷ nữ, hắn thấy tiểu thất sững sờ, sau đó bay tới trước vách tường đứng, tùy thời chuẩn bị xuyên tường mà qua, tiểu thất lông mày nhướn lên. Nhìn quỷ nữ từ tốn nói, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi, ha ha tiểu đạo sĩ ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bất quá ngươi là không bắt được ta, quỷ nữ phách lối cười một tiếng, tiểu thất khóe miệng khẽ nhếch lẩm bẩm nói, thật sao, sau lưng Vương Khanh Nhược bọn họ kinh ngạc nhìn tiểu thất. Quỷ nữ mà nói nghe rõ rõ ràng ràng, tiểu thất lại là một cái đạo sĩ, bảo bảo mắt to trợn mắt nhìn quỷ nữ, tiểu thất phỗ một cái tiểu tử đạo, bảo bảo. Chờ một chút giúp ca ca ngăn lại cái này quỷ nữ, biết không, ca ca yên tâm, bảo bảo nhất định ngăn lại nàng, ừ, bảo bảo thật ngoan, tiểu thất từng bước hướng quỷ nữ đi tới. Hắn một bộ không có sợ hãi dáng vẻ tựu tại lúc này, tiểu thất mạnh mẽ cái bước dài lao ra kiếm chỉ mang theo xích mang càn quét mà đi, quỷ nữ hoảng sợ, liền muốn xuyên tường mà qua. Tiểu thất bấm chỉ quyết quát chói tai một tiếng, thiên địa vô cực càn khôn mượn pháp che giấu ở trên vách tường phù chú hiện rõ, phù quang chợt lóe, trực tiếp ngăn trở quỷ nữ. Hắn quay đầu nhìn lại, vô cùng hoảng sợ, này là lúc nào vẽ lên đi, quỷ nữ không thể mặc tường chạy trốn, tiểu thất lại chặn rồi hắn đường đi, quỷ nữ mặt lộ hung quang, hướng tiểu thất nhào tới. Tiểu thất nắm chỉ quyết đánh vào quỷ nữ trên người, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, bảo bảo bay ra ngoài, cưỡi ở quỷ nữ trên người, vung quả đấm nhỏ một hồi đánh tơi bời. Quỷ nữ gào thét bi thương kêu thảm thiết, nửa phút trái phải, bảo bảo lôi kéo quỷ nữ tóc đưa nó kéo tới tiểu thất bên cạnh, tiểu tử danh công giống như nói, ca 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 ca. Bảo bảo bắt lại nữ quỷ, bảo bảo thật là lợi hại, tiểu thất khen hắn một câu, tiểu tử hưng phấn khoa tay múa chân, bóp một cái ở quỷ nữ cổ, lạnh lùng nói. Người không phải rất phách lối sao, quỷ nữ hung tợn nhìn tiểu thất, Vương Khanh Nhược mấy người đi vào một bộ không nhận biết biểu tình nhìn tiểu thất, quay đầu nhìn mấy người liếc mắt đạo. Các ngươi làm gì nhìn như vậy ta, chẳng lẽ ta rất tuân tú, thật rất tuân tú, Vương Khanh Nhược gật đầu một cái, tiểu huyên đạo, vốn đang nghĩ đến ngươi là quỷ nhát gan.
không nghĩ đến lợi hại như vậy, con được đi, ta nói cho các ngươi biết, thu hình có thể nhưng tuyệt không có thể đem ta chụp đi vào. Tiểu Thất nhìn giơ máy quay phim Tiểu Huyên đạo. Tại sao, lúc này Vương Khanh Nhược đạo, ta biết, Tiểu Huyên ngươi liền nghe Vương Tiểu Thất mà nói, không nên đem hắn chụp đi vào, vậy cũng tốt. Ta sẽ không đem ngươi chụp tiến vào, quay đầu nhìn quỷ nữ, hỏi ta hỏi ngươi, trong này cái khác quỷ vật núp ở đâu, quỷ nữ trước sau như một hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Thất, không nói một câu. Thấy vậy, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, tìm chết, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng niệm tới thần chú, trong lòng bàn tay ngân quang lóe lên. Từng đạo màu bạc tế văn giống như con rắn nhỏ bình thường tại quỷ nữ toàn thân lan tràn, quỷ nữ ngửa đầu kêu thảm thiết, quỷ khí điên cuồng theo hắn trong thân thể nhô ra, ước chừng qua 2 phút. Quỷ nữ cúi đầu, uể oải nói, ta nói, cầu pháp sư tha mạng, bị coi thường, Tiểu Thất chửi nhỏ một tiếng, đạo nói. Cái khác quỷ đều giấu ở nơi nào, quỷ nữ chỉ chính trước mặt tường nói, này mặt sau tường còn có rất rộng địa phương, ban đầu xây cất thời điểm, cố ý từ nơi này ngăn cách. Chính là vì không khiến người ta phát hiện bên kia. Tiểu Thất nhướng mày một cái, bên kia có những gì, có quỷ. Tiểu Thất bàn tay vừa dùng lực, quỷ nữ rên lên một tiếng, vội vàng nói. Không biết pháp sư muốn biết gì đó, khống chế trường này quỷ ở nơi nào, ta không biết. Nghe vậy, Tiểu Thất lông mày nhướn lên, thật không biết. Cầu pháp sư tha mạng, lời nói chưa dứt thanh âm, Tiểu Thất đem quỷ nữ ném ra ngoài, một chưởng đánh ở trên người nó, kêu thảm một tiếng trực tiếp hồn phi phách tán. Vương Khanh Nhược có chút không rõ, đạo, Vương Tiểu Thất, nó đều nói cho ngươi biết, ngươi tại sao còn muốn giết hắn. Có một số việc không nói rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nó là lệ quỷ, nếu là lệ quỷ đó cũng không có còn sống cần thiết. Vương Khanh Nhược gật đầu một cái. Ngay sau đó hỏi, ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy? Tiểu Thất cười cười nói, không thể nói cho ngươi biết, cắt thật hẹp hòi. Tiểu Thất nhàn nhạt nói, đây không phải là hẹp hòi vấn đề. Ngươi nếu là muốn biết, có thể đi hỏi ngươi ra ra, xem hắn có nguyện ý hay không nói cho ngươi biết. Vương Khanh Nhược tự biết trong đó vô vị, cũng không hỏi tới nữa. Nàng nhìn một cái gian phòng này, rất bình thường, để cho Tiểu Huyên quay chụp một hồi, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này, đây cũng là không có biện pháp chuyện. Chung quy đến nơi này đã không đường có thể đi rồi, về phần quỷ nữ theo như lời vách tường phía sau, bọn họ cũng không thể đập phá mặt này tường. Tiểu Thất cũng chỉ mong bây giờ liền gõ bể vách tường đi qua nhìn một chút, bất qua chuyện này không gấp được, hắn đối với vách tường này mặt hết thảy đều là không biết, ra lão phòng tắm. Vương Khanh Nhược bọn họ đều là hưng phấn nhìn mình quay chụp thu hình, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu nói, các ngươi lần sau có thể không nên tùy tiện đi vào nơi này. Lần này nếu không là vận khí tốt, sớm đã bị ăn, chúng ta đều có bùa hộ mạng cũng chia 3-7 loại, các ngươi bùa hộ mạng ngăn chờ chết mấy ngày quỷ không khó. Nhưng gặp phải lệ quỷ trực tiếp phá các ngươi bùa hộ mạng muốn các ngươi mệnh. Tiểu Thất đạo, có ngươi nói nguy hiểm như vậy, cũng tỉ như mới vừa rồi cái này quỷ nữ. Hắn chính là cảm giác các ngươi đã tới, cố ý chờ các ngươi đùa bỡn các ngươi, bất quá hắn không ngờ rằng ta và các ngươi cùng nhau. Bằng không các ngươi còn sống nổi, mấy người trố mắt nhìn nhau, nghĩ đến lúc trước quỷ nữ thấy Tiểu Thất lúc thật có chút giật mình sợ hãi, chờ ta san bằng nơi này sở hữu quỷ. Đến lúc đó các ngươi muốn vào liền vào, nói xong, Tiểu Thất hướng cửa trường học đi tới, lưu lại mấy người tại trong gió ngổn ngang, ra trường đón xe trở lại quán rượu. Trần Thần bọn họ không có chuyện làm, chính ở trong phòng đánh mặt trược thấy vào cửa Tiểu Thất, từ lão đầu quay đầu nhìn liếc mắt, đạo, Vương Tiểu Tử. Có muốn tới hay không đánh 2 cây, Tiểu Thất lắc đầu một cái, coi như hết ta sẽ không, ngươi là từ nơi nào đến. Vậy mà sẽ không đánh mặt trược, từ lão đầu hãy cùng phát hiện tân đại lục giống nhau, đứng lên muốn đi tới, ai biết hắn học trò kéo lại hắn, đạo, sư phụ.
trước tiên đem thiếu chúng ta tiền thanh toán, Từ lão đầu tức giận nói, ta là cái loại này nợ tiền không trả người sao, để cho ta cùng Vương tiểu tử trước trò chuyện đôi câu, Từ lão. Ngươi không cần nhớ giựt nợ, vội vàng trả tiền, Trần Thần cũng nói đạo, tiểu thất hiếu kỳ hỏi, Từ lão đầu thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, Trần Thần đạo, thiếu ta 15,000. Thiếu hai người bọn họ một người 20,000, mẹ kiếp, Từ lão đầu các ngươi chơi đùa bao lớn nha. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 635, hắc bào nhân thần bí Từ lão đầu thở dài, đạo chúng ta chơi đùa rất nhỏ, ai biết ta xui xẻo như vậy, từ đầu tới cuối cũng chưa có thắng nổi một lần. Tiểu thất một đầu hắc tuyến, giơ ngón tay cái lên, Từ lão đầu ngươi lợi hại cái dám, thiếu hết mấy chục ngàn sổ sách Trần Thần bọn họ để cho Từ lão đầu trả tiền lại. Từ lão đầu chính là không làm, 4 giờ rưỡi chiều lúc mấy người xuống lầu đi ăn cơm, ăn được một nửa thời điểm, Tuyết Yêu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bàn, mấy người sợ hết hồn. Tiểu thất đào cặp mắt trắng dã, đạo, có thể hay không không muốn như vậy xuất quỷ nhập thần, sẽ hù chết người, người nếu như bị ta hù chết đến địa phủ để cho Mao Sơn Tổ Sư biết rõ. Phòng chừng sẽ đem người đánh chết, Tuyết Yêu nhướng nhướng mày đạo, có muốn hay không ăn chung điểm, không ăn, ta tới lúc sau đã tại phòng cà phê kia ăn rồi, nghe vậy. Tiểu thất hỏi, ngươi sẽ không lại vừa là cấp chứ, ồ, làm sao ngươi biết, tiểu thất không nói gì, ăn xong cơm tối, trở về phòng, Tuyết Yêu ở trong phòng đi vòng vo một vòng. Không nghĩ đến các ngươi ở tại nơi này sao sang trọng căn phòng, sớm biết ta liền tới tìm ngươi, một mình ngươi ở rộng như vậy mở ra địa phương còn không tốt, muốn ăn đòn. Hơn 7 giờ tối chung, sắc trời đen xuống, tiểu thất để cho Trần Thần đi theo đi, chung quy yêu cầu một cái tài xế, Từ lão đầu thầy cho 3 người. Sau khi ăn cơm tối xong cũng không biết chạy đi đâu, có Tuyết Yêu chỉ đường rất nhanh là đến mập mạp kia ra, nhìn trước mắt biệt thự sang trọng, tiểu thất kinh ngạc một tiếng. Không nghĩ tới mập mạp kia còn rất có tiền a, mấy người chuyển tới phía sau biệt thự, leo tường đi vào tìm tới mập mạp kia ra vị trí cụ thể, tại Tuyết Yêu dưới sự giúp đỡ. Rất dễ dàng tiến vào trong biệt thự, nghe được trong phòng truyền tới tiếng thở dốc, tiểu thất đảo trong mắt một vòng, nhẹ giọng nói, các ngươi ở nơi này chờ một chút mà. Ta trước đi qua nhìn một chút, rón rén đi vào truyền tới tiếng thở dốc bên cạnh căn phòng, mở cửa sổ ra nhìn một chút, hai cái cửa sổ gần, rất dễ dàng đã đến một cái khác trên ban công. Trong phòng người mập mạp kia đang cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử dô ta nào, tiểu thất ngồi ở trên ban công nhìn bọn họ, mấy phút sau, mập mạp xong chuyện. Đứng dậy dự định đi phòng tắm xông tắm rửa, lại đột nhiên gặp quỷ bình thường, ngươi là ai, hắn thấy sân thượng ngồi lấy một người, trên giường nữ nhân kinh hô một tiếng. Sau đó liền trốn vào trong chăn, mập mạp cao mày nghĩ một hồi, sau đó nói, ta biết ngươi là ai, hôm nay ở trường học thấy qua ngươi. Trí nhớ không tệ lắm, tiểu thất đứng lên đi vào căn phòng, đạo, không nhìn ra nha, lão bà ngươi còn trẻ như vậy, tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ làm gì, liền. Liền nói rõ ràng, tiểu thất tìm ra mập mạp thẻ căn cước, nhìn một chút đến, Chu Đại Phúc, so với ta hoàn tục, cái này còn có một tấm hình, là ngươi cùng người khác chụp chung. Người trái phải tất cả trang web lấy một người, bọn họ hẳn là mới là ngươi người nhà đi, Chu Đại Phúc mặt liền biến sắc, hắn ở bên ngoài tìm tiểu mật sự tình để cho lão bà hắn biết. Thế nào cũng phải náo ly dị không thể, mà hắn có thể ở trường học có hết sức quan trọng địa vị, hay là hắn nhạc phụ hỗ trợ, nếu như thật náo ly dị, còn là chính bản thân hắn sai lầm. Chu Đại Phúc nhạc phụ nhất định sẽ thật tốt trừng trị hắn, huynh đệ, thả ta một con đường sống, ngàn vạn lần không nên đem chuyện nào nói ra, nếu là nói ra. Ta thì xong rồi, Chu Đại Phúc hoảng không lựa lời, thoáng cái nói chúng chỗ yếu, tiểu thất cười hắc hắc, nếu là đem chuyện này nói cho ngươi biết lão bà, hoặc là truyền tới trên mạng. Tiểu huynh đệ, ngươi liền tha ta một mạng, ai, thật là một cái bi thương cố sự, được rồi, vì không phá hư gia đình ngươi, ta sẽ không đem chuyện này báo cho biết lão bà ngươi.
Bất quá ta có một cái yêu cầu, tiểu thất thở dài nói, ngươi mời nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định toàn lực ứng phó, yên tâm, rất đơn giản, Chu Đại Phúc nhướng mày một cái. Thử dò hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi không phải là muốn biết rõ lão phòng tắm tình huống chứ, ừ, không tệ, không hổ là ở trường học công việc. Suy nghĩ chính là so với bình thường người linh quang, nghe nói như vậy, Chu Đại Phúc một mặt cười khổ, tiểu huynh đệ, ngươi hãy tha cho ta đi, ta cái gì cũng không biết, trần thần. Đi vào chụp hình lấy chứng, xoạt 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 xoạt, lời nói chưa dứt thanh âm, cửa phòng đột nhiên mở ra, trần thần đi vào hướng trên giường chụp mấy bức hình ảnh. Chu Đại Phúc sắc mặt tái nhợt, lần này thật có nhược điểm rồi, tiểu thất tử tốn nói, ngươi một cái trường chuyên nghiệp lãnh đạo, ở đây sao biệt thự sang trọng, nếu là thống xuất khứ rồi. Cũng không là chuyện nhỏ nha. Chu Đại Phúc nhìn lướt qua trần thần trong tay điện thoại di động, sau đó chán chường nói, các ngươi muốn biết gì đó, biết rõ còn hỏi. Liên quan tới lão phòng tắm hết thảy, Chu Đại Phúc thở dài, dùng khăn tắm đem chính mình vây lại, ngồi ở trên giường chậm rãi nói. Các ngươi biết rõ ta mua biệt thự tiền là nơi nào đến sao, làm sao tới, sự tình còn phải theo 5 năm trước nói đến, đương thời ta mới từ một khu nhà công lập cao trung điều chỉnh đến nơi này. Bởi vì có ta nhạc phụ hỗ trợ ta vừa tiến đến an vị lên phó hiệu trưởng vị trí, có thể ngày vui ngắn ngủi, ngay tại sau đó trong 2 tháng, trường học liên tiếp xuất hiện án mạng. Từng cái học sinh tử tướng đều rất kinh khủng, sau đó ta tra duyệt liên quan tới trường học sở hữu tài liệu, rốt cuộc hiểu được lão phòng tắm thật ra thì chính là quỷ ốc. Ta bắt đầu không muốn tin tưởng nhưng lại có chút sợ hãi, mời 2 cái đạo sĩ đi vào, nói tới chỗ này, Chu Đại Phúc thở dài, nói tiếp ai biết 2 cái đạo sĩ đi vào không bao lâu. Bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó người tiểu đạo sĩ kia lôi kéo một chân phí sức bò ra, không chờ hắn hoàn toàn bò ra ngoài. Lão bên trong phòng tắm đưa ra 2 cái giữa nát cánh tay, đưa hắn kéo vào, từ đó về sau, liền xuống thông báo, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần lão phòng tắm. Thế nhưng muốn đem lão phòng tắm phong tỏa, lại không tìm được lý do, chung quy bây giờ là một cái tin tưởng khoa học thời đại, tiểu thất nhướng mày một cái, không đúng rồi. Xuân Thành thị cục nhưng là có linh dị cố vấn, ta biết, hắn cũng vào xem qua cuối cùng cũng không giải quyết được gì, có ý gì, Vương Bá Ngôn cũng chính là linh dị cố vấn. Hắn nói cho chúng ta biết lực lượng không đủ, Chu Đại Phúc đạo kia sau đó đây, sau đó, Chu Đại Phúc ánh mắt có chút kinh khủng, tiểu thất đọc mấy câu thanh tâm chú. Hắn mới bình phục lại, Vương Bá Ngôn tiến vào lão phòng tắm không có mấy ngày, thì có một cái hắc bào nhân thần bí tìm tới chúng ta, các ngươi, Chu Đại Phúc gật đầu một cái. Không sai chính là chúng ta, trường chuyên nghiệp 2 cái phó hiệu trưởng cùng với một cái thường vụ hiệu trưởng, kia hắc bào nhân thần bí là ai, hắn không phải là người. Hắn chính là một cụ khô lâu, hắn không phải là người, Chu Đại Phúc đột nhiên tê tâm liệt phế giống to, hắn kêu to giống to sắp tới 1 phút phương mới dừng lại. Sau đó hỏi, ngươi biết mua biệt thự này tiền là làm sao tới sao, làm sao tới, tiểu thất chào mày, là cái kia hắc bào nhân thần bí cho, Chu Đại Phúc hít sâu một hơi, chính là hắn cho. Hắn cho 3 người chúng ta người một người 10 triệu tiền mặt để cho chúng ta không nên cản học sinh đến gần lão phòng tắm, nếu như chúng ta nếu là không đáp ứng. Hắn sẽ giết người nhà của chúng ta, Chu Đại Phúc bây giờ tinh thần sắp tới bên bờ tan vỡ. Không thích hợp hỏi nhiều, tiểu thất đạo, cuối cùng hỏi ngươi một cái vấn đề. Làm sao ngươi biết người áo đen kia không phải là người, hắn chính là một cụ khô lâu. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 636, quỷ nữ báo mộng tiểu thất cao mày, Chu Đại Phúc một mực chắc chắn tìm bọn hắn không phải là người mà là khô lâu, như vậy.
rất dễ dàng đoán ra hắc bào nhân chính là nghề nghiệp trong học viện con quỷ kia. Lúc này, Chu Đại Phúc cầu khẩn nói, tiểu huynh đệ, ta cầu ngươi mau cứu ta. Hôm nay ta đem sự tình nói cho các ngươi. Hắc bào nhân nhất định sẽ không bỏ qua ta, hắn nói qua chỉ cần các ngươi đem sự tình nói cho người khác biết sẽ chết. Tiểu thất khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Chu Đại Phúc ánh mắt sợ hãi gật đầu một cái, không sai, hắn nói qua những lời này, chỉ cần nói cho người khác biết sẽ chết, tiểu thất chau mày. Nếu như hắc bào nhân thật là nghề nghiệp học viện con quỷ kia coi như cho Chu Đại Phúc bùa hộ mạng phòng chừng cũng không nhiều tác dụng lớn nơi. Có thể đem Chu Đại Phúc mang theo bên người cũng không phải biện pháp, không nói trước làm việc không có phương tiện, mình liệu có thể ngăn trở hắc bào nhân giết hắn đều không nhất định. Nghĩ tới đây, tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù đạo, đây là một đạo linh phù, ngươi mang trên người, nếu như hắc bào nhân tới tìm ngươi, lập tức cho ta biết, biết rõ, biết rõ. Chu Đại Phúc nắm lấy linh phù vội vàng nói, tiểu thất ý vị thâm trường nhìn Chu Đại Phúc liếc mắt, ngay sau đó đối với Trần Thần nói, đem hình ảnh xóa bỏ, Trần Thần gật đầu một cái. Loay hoay hai cái điện thoại di động đem hình ảnh xóa bỏ, sau đó để cho Chu Đại Phúc ghi nhớ Trần Thần số điện thoại, trịnh trọng nói, nhớ, hắc bào nhân nếu như tới tìm ngươi. Nhất định trước tiên phải cho ta biết, nhất định sẽ trước tiên thông báo ngươi, Trần Thần chúng ta đi. Tiểu thất gật đầu một cái, phất phất tay nói, tiểu thất bọn họ rời phòng sau. Chu Đại Phúc trực tiếp tê liệt ngã xuống giường, há mồm thở dốc ra biệt thự, Tuyết Yêu đã sớm ở trên xe chờ, nàng nghiêng đầu nhìn lên xe tiểu thất đạo tiểu tử. Ta cảm giác được hắn còn có chuyện giấu giếm lấy, ta cũng nhìn ra, bất quá phải biết đều biết, cũng không cần thiết buộc hắn toàn bộ nói ra, nếu là ép nói bậy nói bạ. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được, vạn đạo, ngươi nói cũng đúng, nếu ngươi đều biết kia nghĩ thế nào đối phó trường chuyên nghiệp quỷ, tiểu thất gãi đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ta muốn trước đối phó trong hố lớn thi vương, còn cần ngươi hỗ trợ đem thi vương đánh ra, cái này đơn giản, thi vương không coi là thật lợi hại. Bằng ngươi thực lực bây giờ giết nó không khó, tiểu thất gật đầu một cái, hỏi, Trần Thần, hình ảnh dành trước không có, Trần Thần cười hắc hắc, sư phụ yên tâm. Đã sớm dành trước rồi, ở nửa đường thời điểm, Tuyết Yêu xuống xe rời đi, tiểu thất bọn họ trở lại quán rượu, phát hiện từ lão đầu thầy trò ba người vẫn chưa về. Rửa mặt một chút trở về phòng của mình ngủ, ăn ăn ổn ổn tiến vào mộng đẹp, tiểu thất trong giấc mộng mơ thấy trước đó vài ngày căn phòng trên trần nhà quỷ nữ. Nàng tựa hồ có chuyện muốn nói cho tiểu thất, nhưng mỗi khi tiểu thất cũng muốn hỏi nàng muốn nói cái gì lúc nàng lại đột nhiên không thấy, không bao lâu một lần nữa xuất hiện ở trong giấc mộng. Hai tay không ngừng khoa tay múa chân, rốt cuộc tiểu thất suy nghĩ minh bạch thoáng cái giật mình tỉnh lại, nằm úp sấp ở trên người tiểu thất ngủ say bảo bảo mở mắt lẩm bẩm nói, ca ca. Không muốn bỏ lại bảo bảo, tiểu thất sờ một cái tiểu từ đầu, hắn lại nhắm hai mắt lại thư thư phục phục ngủ thiếp đi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu hồi tưởng lúc trước mơ thấy hết thảy. Nữ quỷ là muốn nói cho chính mình một cái địa phương nào đó, phút chốc lẩm bẩm nói, quỷ nữ khoa tay múa chân tựa hồ là liên hiệp cao ốc phòng ngầm dưới đất lặp lại mấy lần. Mạnh mẽ trợn to hai mắt, liên hiệp cao ốc nghề nghiệp học viện giữa hai người nhất định có chút liên lạc, con quỷ kia từng tại nơi nào xuất hiện qua, bất quá hắn cũng xuất hiện ở đây qua a. Ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì, liên hiệp cao ốc tiểu thất suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được quỷ nữ tại sao phải tự nói với mình liên hiệp cao ốc. Liền như vậy không muốn, ngày mai đi xem một chút sẽ biết, sáng hôm sau hơn 9 giờ tiểu thất cùng Trần Thần kết bạn đi tới liên hiệp cao ốc. Hai người tại cửa hàng tổng hợp đi lang thang rồi vài chục phút mới thăm dò rõ ràng liên hiệp cao ốc xây dựng kết cấu, đi tới dưới đất mới phát hiện là một cái rất lớn bãi đậu xe. Lần này phải tìm được đầu mối nhưng là rất phiền toái, cao mày suy nghĩ một chút, đạo, Trần Thần, chúng ta tách ra tìm, nếu là phát hiện đầu mối vội vàng cho ta biết, Trần Thần gật đầu một cái.
sau đó lấy ra kiếm gỗ đào đi ra ngoài, hai người ngay tại bãi đậu xe chẳng có mục tiêu tìm kiếm đầu mối, có thể tìm rồi nửa giờ, vẫn không thu hoạch được gì. Tiểu Thất gấp đến độ tóc đều bắt mất không ít. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe được bãi đậu xe nhân viên quản lý la to, hai người hướng thanh âm truyền tới địa phương chạy như điên, nửa phút không tới. Hai người tới rồi địa phương, ánh mắt quét nhìn một vòng, thấy hai cái nhân viên quản lý té xỉu ở cửa, trong phòng nhỏ ánh đèn chói mắt, không có một chút khác thường. Tiểu Thất cùng Trần Thần bấm hai người nhân chung, bọn họ gần như đồng thời giật mình tỉnh lại, trong miệng hô to có quỷ, chúng ta không phải quỷ. Là người, Tiểu Thất nhìn vẻ mặt sợ hãi hai người nói, mới vừa rồi có quỷ, quỷ ở nơi nào, Tiểu Thất thấp giọng hỏi, nhân viên quản lý chỉ căn phòng nhỏ, sợ hãi nói, đang ở bên trong. Chúng ta thấy được thật là khủng khiếp quỷ, hắn chính là một cụ khô lâu, Trần Thần, ngươi xem tốt bọn họ, nói xong, Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đi vào căn phòng nhỏ. Nhà cũng liền hai mươi mấy thước vuông, bên ngoài là một cái không lớn phòng làm việc, bên trong còn có một cái phòng ngủ, để hai tấm trên dưới giường đơn, Tiểu Thất kiểm tra xong phòng làm việc. Ngay sau đó mở ra cửa phòng ngủ, két, cửa phòng mở ra, một cỗ nhàn nhạt thi khí bay ra, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù quấn ở trên ngón tay, rón rén đi vào, đột nhiên. Một giường lớn giải truyền tới tiếng thở dốc, có người, Tiểu Thất dương mắt vừa nhìn, giường chăn xếp, rất dễ dàng thấy rõ ràng trên giường tình huống, cũng không có người. Ánh mắt bị bên cửa sổ tủ hấp dẫn, chậm rãi đi tới trước ngăn tủ, vừa muốn đưa tay mở ra tủ tựu tại lúc này, một cái tái nhợt cánh tay theo dưới giường đưa ra ngoài, bắt lại Tiểu Thất cổ chân. Tiểu Thất cả kinh, cúi đầu vừa nhìn, thấy cổ chân mình bị một cái trắng bạch cánh tay bắt lại, trên cánh tay còn có thi ban, cũng không để lại tình, kiếm chỉ xuất ra. Một vệt xích mang trực tiếp đem tái nhợt cánh tay chặt đứt, a, dưới giường truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Thất bắt lại bị chém đứt cánh tay, đem dưới giường đồ vật kéo ra ngoài. Có thể nhìn đến hắn mặt mũi lúc Tiểu Thất ngây ngẩn, lại là Chu Đại Phúc, đặc biệt Tiểu Thất tức giận mắng một câu tối hôm qua mới thấy qua Chu Đại Phúc. Không nghĩ tới hôm nay biến thành cương thi, rút ra long tuyền kiếm đâm vào Chu Đại Phúc tim kết liễu hắn, sau đó kiểm tra lại hắn thi thể, tìm khắp Chu Đại Phúc toàn thân. Không có tìm được chính mình cho hắn linh phù, bàn tay nhấn tại Chu Đại Phúc trên đầu, linh lực quán thâu mà vào, thử lục soát Chu Đại Phúc hồn phách nhưng vẫn là không công. Chu Đại Phúc hồn phách đã sớm chẳng biết đi đâu, Tiểu Thất chỉ lo kiểm tra Chu Đại Phúc thi thể, không có phát hiện tại đỉnh đầu của mình trần nhà kia báo mộng quỷ nữ xuất hiện. Nàng kịch liệt giãy giụa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không phát ra thanh âm nào, sau lưng Tiểu Thất một vệt bóng đen chậm rãi ngưng tụ thành hình, bóng đen chậm rãi đưa tay ra chảo. Hướng Tiểu Thất cổ bắt đi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 637, lần đầu giao thủ ô ô, rốt cuộc quỷ nữ phát ra thanh âm, Tiểu Thất mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, tựu tại lúc này, phía sau bóng đen hóa chảo là trường. Vỗ vào Tiểu Thất sau lưng, Tiểu Thất lảo đảo về phía trước mấy sải bước, tàn nhẫn đụng vào khung giường tử lên, cũng không thời gian xoa bị đụng đau cái trán, quay người lại một kiếm xuất ra. Đang, bóng đen móng tay cùng long tuyền kiếm ngạnh bính, Tiểu Thất lùi về phía sau một bước ổn định thân hình, nhìn chăm chú nhìn trước mắt bóng đen, toàn thân bị hãm hại bao bọc. Không thấy rõ khuôn mặt ở đó màu đen ở giữa, hai luồng sâu kín lam quang nhảy, đó phải là hắn cặp mắt, đột nhiên, bóng đen mở miệng nói chuyện rồi, ngươi không cần nhớ cùng ta đối nghịch. Nếu không chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là chết, chữ chết lôi kéo thật dài thanh âm ở bên tai Tiểu Thất vang vọng, Tiểu Thất tự nhiên không cam lòng yếu thế. Long tuyền kiếm nhảy lên, lạnh lùng nói, cũng không phải là tiểu gia muốn cùng ngươi đối nghịch, là ngươi tự tìm, ha ha tiểu đạo sĩ, ngươi không khỏi quá cản rỡ, hôm nay.
ta thì ta cho ngươi chút nhan sắc nhìn một chút, bóng đen phách lối cười một tiếng, theo tiếng cười là có thể nghe được là một cái tiêu chuẩn lớn nhân vật phản diện. Có bản lãnh tới nha, tiểu thất quát chói tai một tiếng, bóng đen quỷ dị cười một tiếng, thoáng cái nhào tới tiểu thất một cái linh xảo xoay người. Tránh thoát bóng đen một chiêu mãnh hổ đào tâm, hai chân đạp một cái, thân hình nhảy lên, tới một chiêu lực phách hoa sơn, bóng đen móng tay lộ ra trực tiếp đem long tuyền kiếm nắm chặt. Cái tay còn lại cánh tay vạch qua tiểu thất ngực, soạt một tiếng, tiểu thất trước ngực quần áo phá vỡ, tay trái hai ngón tay cũng khúc, mạnh mẽ đâm ra. Chạy thẳng tới bóng đen lóe lên yếu ớt ánh sáng mang con ngươi, bóng đen tựa hồ là sợ hãi bị thương, lỏng ra bắt lại long tuyền kiếm móng tay vội vàng lui về phía sau. Nhân cơ hội này tiểu thất một cái bước dài, long tuyền kiếm nhảy lên đảo qua, bóng đen trên người hắc bào rơi xuống đất, Chu Đại Phúc nói không sai, hắn chính là một cụ khô lâu. Hơn nữa còn là bộ xương màu đen, kia nhảy sâu kín lam quang chính là bóng đen cặp mắt, tiểu thất cẩn thận đánh coi trước mắt khô lâu, đột nhiên tiểu thất con ngươi co rụt lại. Bóng đen xương sườn trước ngực lên vậy mà có khắc phạm văn, trước ngực điêu khắc phạm văn là cổ đại hoa hạ một cái tiểu quốc một loại trừng phạt thủ đoạn, đem người xử tử lăng trì sau đó. Thi thể ném vào nước thuốc bên trong, hóa đi toàn thân máu thịt chỉ để lại màu đen xương người, sau đó, tại hài cốt trước ngực điêu khắc phạm văn người chết sẽ hồn phách bao ở khô lâu chung. Vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế, loại thủ đoạn này tiểu thất chỉ tại Mao Sơn trong cổ tịch từng thấy, trên thực tế cũng không có thấy tận mắt đến. Phàm là bị làm loại này trừng phạt thủ đoạn người, khi còn sống không khỏi là đại gian đại ác, bất qua tiểu thất cũng nghe vương lão đầu nói qua, trong sách ghi lại cũng không cặn kẽ. Còn có một loại khả năng, tiểu quốc quân vương trước khi chết sẽ phân phó quốc gia thầy tế, đem chính mình hài cốt tế luyện thành hắc cốt, mong đợi một ngày kia sống lại. Tiếp tục chính mình quân vương chi mộng, trước mắt bộ xương màu đen trước người là đại gian đại ác người, vẫn là quân vương, đối với cái này một điểm tiểu thất không thể nào biết được. Hắn cũng không muốn biết, ý nghĩ duy nhất chính là diệt hắn, người khi còn sống là Ô Lan quốc chi người, lời này vừa nói ra, bóng đen trong hốc mắt sâu kín lam quang nhảy lên kịch liệt hai cái. Thấy màn này, tiểu thất ám đạo, quả nhiên không sai, bộ xương màu đen khi còn sống chính là Ô Lan quốc chi người, Ô Lan quốc chính là trước mặt theo như lời tiểu quốc, rốt cuộc có bao nhiêu tiểu. Theo tiểu thất chính mình hiểu biết tình huống, Ô Lan quốc thì tương đương với bây giờ một cái trấn nhỏ, một nước người cộng lại không tới 5.000, bất quá. Ô Lan quốc đến cùng ở nơi nào nhưng là không biết, đáng chết, bọn họ đều đáng chết, bộ xương màu đen điên cuồng gầm thét, cường đại quỷ khí bạo phát ra tiểu thất lòng bàn chân dẫm mà. Linh lực cũng là bộc phát ra, ngăn cản quỷ khí, bộ xương màu đen đột nhiên vọt tới, đầy trời chảo ảnh, tiểu thất huy vũ long tuyền kiếm đau khổ ngăn cản, đột nhiên tiểu thất rên lên một tiếng. Lùi về phía sau hai bước dựa vào ở trên vách tường, cúi đầu nhìn mình phần bụng, bốn cái nhìn thấy giật mình lỗ nhỏ chảy máu tươi bị lưu lại quỷ khí xâm nhiễm. Biến thành màu đen nhỏ giọt xuống đất, tiểu thất bây giờ đã là thiên sư, mặc dù quỷ vương dính vào thiên sư huyết cũng không tốt hơn, tiểu thất cũng không để ý nhiều như vậy. Theo trong túi sách lấy ra một nắm nhang cho, nhấn tại bụng mình, sau đó thi triển bốn phần kiếm quyết đánh tới. Bộ xương màu đen chính ngăn cản thiên sư huyết lực lượng, vội vàng không kịp chuẩn bị kiếm chiêu đánh trúng, hắn kêu thảm một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí thật nhanh biến mất. Long tuyền kiếm chống đỡ mặt đất, tiểu thất nghỉ ngơi trong chốc lát ngẩng đầu nhìn lên, bộ xương màu đen bị chính mình đả thương, chưa kịp mang đi quỷ nữ, vì vậy quỷ nữ vẫn còn trần nhà. Làm phép chặt đứt trói buộc quỷ nữ quỷ khí, quỷ nữ rơi xuống đất, cặp mắt rưng rưng đạo, đa tạ pháp sư, tiểu thất khoát tay một cái, nắm cố hồn nguyền rùa đánh vào quỷ nữ trên người. Sau đó đưa nàng thu vào chiêu hồn túi, ra căn phòng nhỏ, trần thần thấy tiểu thất bụng lấy phần bụng, lo lắng nói, sư phụ, người bị thương, tiểu thất gật đầu một cái.
đưa ta đi bệnh viện, đi ra hai bước, đối với ngồi dưới đất hai cái bãi đậu xe nhân viên quản lý nói, mau đánh điện thoại báo động, đi tới Xuân Thành bệnh viện, đem vết thương băng kỹ. Hai người liền trở lại quán rượu, mở cửa phòng, đem quỷ nữ thả ra, nàng cung kính hô, pháp sư, ta có một số việc hỏi ngươi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Pháp sư xin hỏi, tiểu thất hỏi, ngươi làm sao sẽ bị bộ xương màu đen bắt lại, quỷ nữ thở dài, chậm rãi nói, ước chừng nửa tháng trước, ta tan việc lái xe lúc về nhà xảy ra tai nạn xe cộ. Đầu thất thời điểm, ta muốn xem ta lão công con gái một lần cuối cùng, ai biết mới vừa gia nhập liên hiệp cao ốc liền bị hắn bắt đi, vậy nó tại sao không có giết ngươi? Ngược lại đi tới chỗ nào đều mang ngươi, ta cũng không rõ ràng, bất quá hắn nói qua không phải là không giết ta, mà là còn chưa tới thời điểm. Ta đối với nó tựa hồ rất hữu dụng, tiểu thất gật đầu một cái, hỏi tiếp ngươi bị hắn bắt đi lâu như vậy. Có biết hay không một ít tình huống, pháp sư nói là liên quan tới bộ xương màu đen, không sai, quỷ nữ đạo ta chỉ biết nó bị trận pháp vây khốn, phạm vi hoạt động rất nhỏ. Chỉ có thể tình cờ xuất hiện ở trận pháp ở ngoài địa phương, liên hiệp cao ốc cùng trường chuyên nghiệp đều tại trận pháp bên trong, tiểu thất đạo, lạc nguyên lai là như vậy. Như vậy liên hiệp cao ốc cùng nghề nghiệp học viện quan hệ điểm tìm được chính là quỷ nữ trong miệng trận pháp, bộ xương màu đen vẫn còn trận pháp trong phong ấn. Chắc hẳn thực lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ có yếu bớt, cho nên, tiêu diệt hắn thời cơ tốt nhất, chính là trận pháp phá vỡ trước, chỉ có tiêu diệt bộ xương màu đen cùng thi vương. Sự tình liền giải quyết không sai biệt lắm, mình cũng có thể yên tâm đi chúc dung thạch xuất thế chi địa quỷ nữ nói tin tức này, đối với tiểu thất không thể bảo là không trọng yếu. Chung quy rõ ràng trận pháp phạm vi, mới có thể dễ dàng hơn tìm kiếm đến bộ xương màu đen hành tung, nhìn quỷ nữ đạo, ngươi bây giờ không thể trở về liên hiệp cao ốc. Chờ ta diệt trừ bộ xương màu đen sau đó, sẽ để cho ngươi đi liên hiệp cao ốc thấy ngươi trượng phu hài tử một lần cuối, đa tạ pháp sư, không cần cảm ơn, muốn cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi báo mộng cho ta, ta còn đầu óc mơ hồ. Không biết bước kế tiếp làm như thế nào đi, nói xong, tiểu thất chỉ trên bàn chiêu hồn túi, quỷ nữ gật đầu một cái. Hóa thành khói xanh chui vào. Tiểu thất cả kinh nói, đại gia, tại sao là ngươi, tuyết yêu sách chính là môn vệ đại gia, hắn sợ hãi che mắt nghe được tiểu thất mà nói, môn vệ đại gia lúng túng cười một tiếng. Có phải hay không quấy rầy các ngươi, ta đây liền đi, đại gia ngươi tại sao lại ở chỗ này, cái này, thật ra thì ta liền muốn nhìn các ngươi một chút làm gì, ai biết đáng sợ như thế. Sớm biết không tới, tiểu thất không nói gì, để cho tuyết yêu buông tay ra, môn vệ đại gia đứng lên, ta đi trước, các ngươi từ từ chơi đùa, lời còn chưa dứt. Môn vệ đại gia lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ biến mất trong đêm đen, tiểu thất cười một tiếng, cái này môn vệ đại gia lá gan xác thực rất lớn. Người bình thường thấy nhiều như vậy thi thể thối giữa bò ra ngoài, đã sớm hù dọa co quắp trên mặt đất rồi, những thứ này xác thối không có bao nhiêu công kích tính. Căn bản là đi ra bao nhiêu tiêu diệt bao nhiêu, nửa giờ trôi qua rất nhanh, tiểu thất nhướng mày một cái, thi vương tại sao còn không xuất hiện, tuyết yêu, đừng gọi ta. Dù sao ta sẽ không đi xuống, tiểu thất gãi đầu một cái, đại tỷ không muốn ác như vậy mà, nơi này cũng liền ngươi có bản lãnh, đi xuống nhìn một chút thi vương tại không, không đi, được rồi. Tiểu thất bất đắc dĩ giang tay ra tựu tại lúc này, trong hố lớn thoát ra một đạo cao lớn thân ảnh, cả người đen thùi, cả khuôn mặt một bên có thịt một bên không có. Không có thịt trên mặt là sen kẽ đỏ nhạt hàm răng, hai cái tay một cái năm thứ nhất đại học chỉ tiểu, cực kỳ không phối hợp, toàn thân cũng không có một khối tốt da. Từng cái dài mười mấy cm màu đen rắn chui vào bò ra ngoài, buồn nôn đến mức tận cùng, nôn, nôn, từ lão đầu bọn họ đều không chịu nổi, khom người nôn mửa liên tục.
Tiểu thất vốn đang tốt bọn họ như vậy một nôn mửa, hai loại mùi vị trộn chung, trong dạ dày một trận cuồn cuộn, tiểu thất cũng không thời gian nôn mửa, nhìn công kích trận pháp cao lớn thân ảnh. Kinh ngạc nói, đây chính là thi vương, trần thần các ngươi đều chú ý một điểm, không muốn khoảng cách quá gần, từ lão đầu bọn họ cũng là gặp qua cương thi thủy tổ người. Nghe được tiểu thất mà nói sau, cũng là ngẩn ra, chỉ là bởi vì trước mắt thi vương quá đặc biệt chán ghét, bây giờ so ra. Hậu khanh doanh câu so với cái này chỉ thi vương soái gấp trăm lần nghìn lần, long tuyền ra khỏi vỏ, tiểu thất hai chân dùng sức, thân thể thật nhanh bắn lên. Hai tay nắm chặt long tuyền kiếm tàn nhẫn chặt chém xuống, thi vương gầm lên giận dữ, cả mặt đất đều rung động, cánh tay vừa nhấc, chặn lại long tuyền kiếm, tiểu thất sững sờ. Kim cương bất hoại thân, giống, thi vương lại lần nữa giống giận, tiểu thất cắm vào dưới đất bố trí trận pháp đồ vật toàn bộ bị đánh bay trên mặt đất, không có trận pháp trói buộc. Thi vương trực lấy tiểu thất tuyết yêu ngăn lại cái khác xác thối, không thể chạy mất một cái, trần thần các ngươi cũng giúp tuyết yêu tiêu diệt xác thối, nghe được tiểu thất an bài. Trần thần bốn người giơ kiếm gỗ đào vọt tới, tiểu thất dây dưa kéo lại thi vương, đưa nó lui về phía sau dẫn, cho tuyết yêu bọn họ nhảy địa phương. Bộ xương màu đen chính ngăn cản thiên sư. Tiểu thất cả kinh nói, đại gia tại sao là ngươi, tuyết yêu sách chính là môn vệ đại gia, hắn sợ hãi che mắt nghe được tiểu thất mà nói, môn vệ đại gia lúng túng cười một tiếng. Có phải hay không quấy rầy các ngươi, ta đây liền đi, đại gia ngươi tại sao lại ở chỗ này, cái này, thật ra thì ta liền muốn nhìn các ngươi một chút làm gì, ai biết đáng sợ như thế. Sớm biết không tới, tiểu thất không nói gì, để cho tuyết yêu buông tay ra, môn vệ đại gia đứng lên, ta đi trước, các ngươi từ từ chơi đùa, lời còn chưa dứt. Môn vệ đại gia lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ biến mất trong đêm đen, tiểu thất cười một tiếng, cái này môn vệ đại gia lá gan xác thực rất lớn. Người bình thường thấy nhiều như vậy thi thể thối giữa bò ra ngoài, đã sớm hù dọa co quắp trên mặt đất rồi, những thứ này xác thối không có bao nhiêu công kích tính. Căn bản là đi ra bao nhiêu tiêu diệt bao nhiêu, nửa giờ trôi qua rất nhanh, tiểu thất nhướng mày một cái, thi vương tại sao còn không xuất hiện, tuyết yêu, đừng gọi ta. Dù sao ta sẽ không đi xuống, tiểu thất gãi đầu một cái, đại tỷ không muốn ác như vậy mà, nơi này cũng liền ngươi có bản lãnh, đi xuống nhìn một chút thi vương tại không, không đi, được rồi. Tiểu thất bất đắc dĩ giang tay ra tự tại lúc này, trong hố lớn thoát ra một đạo cao lớn thân ảnh, cả người đen thùi, cả khuôn mặt một bên có thịt một bên không có. Không có thịt trên mặt là xen kẽ đỏ nhạt hàm răng, hai cái tay một cái năm thứ nhất đại học chỉ tiểu, cực kỳ không phối hợp, toàn thân cũng không có một khối tốt ra. Từng cái dài mười mấy centimet màu đen rắn chui vào bò ra ngoài, buồn nôn đến mức tận cùng, nôn, nôn, từ lão đầu bọn họ đều không chịu nổi, khom người nôn mửa liên tục. Tiểu thất vốn đang tốt bọn họ như vậy một nôn mửa, hai loại mùi vị trộn chung, trong dạ dày một trận cuồn cuộn, tiểu thất cũng không thời gian nôn mửa, nhìn công kích trận pháp cao lớn thân ảnh. Kinh ngạc nói, đây chính là thi vương, trần thần các ngươi đều chú ý một điểm, không muốn khoảng cách quá gần, từ lão đầu bọn họ cũng là gặp qua cương thi thủy tổ người. Nghe được tiểu thất mà nói sau, cũng là ngẩn ra, chỉ là bởi vì trước mắt thi vương quá đặc biệt chán ghét, bây giờ so ra. Hậu khanh doanh câu so với cái này chỉ thi vương soái gấp trăm lần nghìn lần, long tuyền ra khỏi vỏ tiểu thất hai chân dùng sức thân thể thật nhanh bắn lên.
hai tay nắm chặt Long Tuyền kiếm tàn nhẫn chặt chém xuống, Thi Vương gầm lên giận dữ, cả mặt đất đều rung động, cánh tay vừa nhấc chặn lại Long Tuyền kiếm, Tiểu Thất sững sờ. Kim cương bất hoại thân, giống, Thi Vương lại lần nữa giống giận, Tiểu Thất cắm vào dưới đất bố trí trận pháp, đồ vật toàn bộ bị đánh bay trên mặt đất, không có trận pháp trói buộc. Thi Vương trực lấy Tiểu Thất Tuyết Yêu ngăn lại cái khác xác thối, không thể chạy mất một cái, Trần Thần các ngươi cũng giúp Tuyết Yêu tiêu diệt xác thối, nghe được Tiểu Thất an bài. Trần Thần bốn người giơ kiếm gỗ đào vọt tới, Tiểu Thất dây dưa kéo lại Thi Vương, đưa nó lui về phía sau dẫn, cho Tuyết Yêu bọn họ nhảy địa phương.